thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ chương 707, gia gia ngươi làm như vậy là không chính thống. Bên phía Lục Tiêu Nhiên, hắn điên cùng giúp các đệ tử tăng lên tu vi và thực lực, trong nháy mắt không biết đã bồi dưỡng ra bao nhiêu đệ tử tinh nhuệ. Bởi vì, kể từ khi tu vi của hắn tăng lên đến cảnh giới thần đế, thì cường độ hắn thi triển đại đạo luân hồi cũng được tăng lên một mức. Trước đây hắn chỉ có thể tăng một ngày lên đến 10 ngày, nhưng hiện tại hắn đã có thể tăng một ngày lên 15 đến 18 ngày. Cho nên tốc độ tu luyện của các đệ tử lại được tăng thêm một bước, liên tiếp đột phá và tăng cường, qua mấy ngày thì đã được tăng lên trên diện rộng. Ví dụ như, Khương Thái Huyền cũng đã tăng lên đến tu vi thần tôn. Còn gia các tử quỳnh, cuối cùng cũng bước vào cảnh giới thần vương. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có sự tiến bộ, ví dụ như Long Cuồng trong số đệ tử đời thứ hai, tu vi cũng đã tăng lên đến thần hoàng cảnh, còn đám người thạch trường lâm, tu vi đều đã tăng lên đến thiên vực đấu thần đỉnh phong, hoặc khoảng thần vương cảnh. Mọi người đều dựa vào tài nguyên và thời gian của lục tiêu nhiên, quả thực giống như một bầy heo ăn phải thức ăn có chứa hóc môn, trọng lượng tăng vọt. Đương nhiên, thứ mà bọn họ tăng vọt là tu vi. Chuyện này không chỉ đại biểu cho sự tăng lên của toàn thể vô danh tông, mà còn khiến bọn họ thu được một khoản lợi lớn từ nhóm chát thần đế. Vân Ly Ca đã tăng lên tới thần tôn thập trọng đỉnh phong đại viên mãn, chỉ còn một bước là có thể tăng lên đến tu vi thần đế. Có lẽ đối phương cũng không ngờ, tốc độ thăng cấp của Vân Ly Ca sẽ nhanh như vậy, để Vân Ly Ca có thể nhanh chóng tăng lên đến tu vi thần đế, gần như là thường xuyên tặng cho Vân Ly Ca một số món đồ tốt. Cái gì mà thần dịch 10.000 năm, cái gì mà thần tinh ngàn năm, dù sao thì cái gì có dinh dưỡng, cái gì có giá trị, thì sẽ tặng cái đó. Còn Vân Ly Ca, thì ai đến cũng không từ chối nhận lấy toàn bộ tiện thể cũng đưa cho các sư huynh đệ của mình một ít để mọi người cùng ăn cùng tiêu hao bởi vì hắn thật sự không thể tiêu hóa hết về phần thăng cấp tu vi của mọi người càng không biết đã làm đến cho lục tiêu nhiên thăng cấp bao nhiêu cộng thêm tu vi lục tiêu nhiên tự tu luyện thực lực hiện tại của hắn cũng đã là thần đế tam trọng cảnh cái gì đại sư huynh đã là thần tôn đỉnh phong rồi cái gì nhị sư tỷ cũng là thần tôn rồi cái gì tam sư huynh cũng đã là thần tôn cái gì ngoại trừ ngũ sư tỷ những người khác đều đã thành thần tôn đợi đến khi quân bất kiến trở lại lục gia dẫn theo lục lão gia tử đi đến hẻm núi nhìn thấy sự thay đổi của cả vô danh tông cả người hắn đều choáng váng hắn chỉ cùng với lão tứ lão lục đi ra ngoài một chuyến làm chút chuyện tu vi của các sư huynh đệ đã tăng lên nhanh như vậy biến thái như vậy Chuyện này cũng thôi, vấn đề là những đệ tử đời thứ hai này, tu vi vậy mà cũng tăng lên tới thần vương cảnh, thậm chí có vài người đã vượt qua cả ba người bọn hắn. Hiện tại người kém nhất, cấp thấp nhất của Vô Danh Tông, cũng đã là thiên vực đấu thần, thậm chí bao gồm cả những thần thú cũng đều như vậy. Có thể nói, thần vương cảnh ở đây gần như đã là sự tồn tại thấp nhất. Không được không được, ta cũng phải nhanh chóng đi tu luyện. Lão gia tử Ngươi kêu nhị cậu tử dẫn ngươi đi tìm tông chủ đi Ta phải nhanh chóng đi tu luyện Dứt lời Quân bất kiến chạy đi nhanh như chớp. Thật ra lục lão gia tử còn cảm thấy khiếp sợ hơn cả hắn Lục lão gia tử lần đầu tiên đến đây Lần đầu tiên đi đến nơi này Trước đây hắn chỉ nghe lục tiêu nhiên nói Hắn sắp xếp các đệ tử tu luyện ở chỗ khác Hắn còn tưởng rằng Đệ tử của lục tiêu nhiên cũng không có bao nhiêu người Kết quả thật không ngờ, Lục tiêu nhiên vậy mà lại có nhiều đệ tử như vậy Cộng số lượng của những người này lại thậm chí còn nhiều hơn cả lục gia Mặc dù nói Số lượng của bọn hắn không nhiều bằng những tông môn như phiêu miễu tông Nhưng tu vi của những đệ tử ở đây đều là những chân tài thực học Hơn nữa còn mạnh đến mức khiến người khác giận sôi Tu vi thấp nhất ở đây cũng là thiên vực đấu thần Hơn nữa số lượng thiên vực đấu thần đã rất ít Đa số đều ở trên thần vương Có thể nói Đừng thấy ít người, chỉ cần để người của tông môn này ra ngoài, ít nhất cũng có thể so được với hơn trăm người, thậm chí là hai ba trăm tông môn như phiêu miễu tông. Bởi vì những tu vi đó quá mức yếu kém, căn bản chẳng là gì, đều là rùi nhặn và bia đỡ đạn mà thôi. Cho dù ngươi là thiên tài, nếu không trưởng thành lên, thì cũng chỉ là một phế vật. Lão gia tử, ngươi đi theo ta đi. Ồ ồ, được. Tiếng của nhị cẩu tử khiến lục lão gia tử tỉnh táo lại, lập tức đi theo nhị cẩu tử. Hắn không nhịn được dè dặt đánh giá nhị cẩu tử một lượt, kết quả lại phát hiện, con thần thú giống con hưu này cũng có tu vi không thấp, vậy mà đã đạt tới thần hoàn cảnh. Chuyện này khiến hắn lại cảm thấy kinh hồn bạc vía một hồi. Thật đáng sợ. Đây chính là thế lực của cháu trai mình sao? Tùy tiện một con thần thú, tu vi của nó cũng là thần hoàn cảnh, còn mạnh hơn cả chính hắn. Giờ khắc này, lục lão gia tử cảm thấy toàn bộ tư duy của hắn đều bị chấn động đến mức hơi loạn. Ngay sau đó, nhị cẩu tử đã dẫn hắn đến trước cửa hang động của lục tiêu nhiên. Chủ nhân, gia gia ngươi đến rồi. Giọng nói của lục tiêu nhiên mau chóng đã truyền ra từ trong hang động. Để hắn vào đi. Vâng. Nhị cẩu tử đáp lại một tiếng, nói với lục lão gia tử. Lão gia tử, mời vào. Từng. Lục lão gia tử gật đầu, bước vào trong hang động của lục tiêu nhiên. Vừa mới bước vào hang động, hắn đã cảm nhận được một luồng thần lực vô cùng dày đặc, áp chế hắn đến mức không thở nổi. Chuyện này khiến lục lão gia tử khiếp sợ đến nỗi suýt nữa đã tiểu ra quần. Đây cũng không phải là thần lực phóng ra từ trên người lục tiêu nhiên, mà là thần lực do lục tiêu nhiên lợi dụng trận pháp, hấp thu từ bốn phương tám hướng đến, sau đó ngưng tụ trong huyệt động này, bởi vì thần lực quá nhiều, cho nên đều hóa thành thực chất sắp cô động lại, tồn tại tựa như chất lỏng sền sệt. Bởi vì đây không phải là nước, mà là thần lực, cho nên, mặc dù lục lão gia tử là cường giả thần vương, thì cũng sẽ bị áp chế. Giống như mở ra áp chế trọng lực. Lục lão gia tử run rẩy trong lòng lại thèm đến mức chảy nước miếng. Thần lực ở đây dày đặc như vậy, nếu có thể tu luyện ở đây, thì thật tốt. Phỏng chừng có thể thăng cấp trên diện rộng một cách dễ dàng. Nhưng, Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện hấp thu thần lực, bởi vì thần lực ở đây quá nhiều, tựa như không khí ở trong bình không khí quá mức dày đặc. Một khi hắn bắt đầu hấp thu, thần lực sẽ giống như tìm được một cái lỗ thông khí, điên cuồng xông vào kinh mạch của hắn, khiến hắn trực tiếp nổ tung. Cho nên, mặc dù hắn thèm đến chảy cả nước miếng, nhưng cũng không thể tu luyện ở đây. Gia gia đến rồi, mau ngồi. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha rót trà cho gia gia lục lão gia tử nhìn thấy động tác như mây bay nước chảy của hắn, lại nhịn không được trung lên trong lòng. lục tiêu nhiên quả nhiên không hổ là một vị cường giả siêu cấp, trong không gian dày đặc thần lực giống như vậy, hắn đi đường cũng cảm thấy hơi khó khăn, mà lục tiêu nhiên lại không hề để tâm chút nào, thậm chí giống như hoàn toàn coi nhẹ nó, quả thực vô cùng thoải mái. đứa cháu này của mình thật sự là mạnh mẽ đến đáng gờm. chuyện này cũng khiến lục lão gia tử không muốn bị mất mặt trước mặt cháu trai, cho nên hắn chỉ có thể ráng chống đỡ vận chuyển thần lực của chính mình từng bước một đi đến ghế của lục tiêu nhiên khi hắn đi đến bên cạnh ghế dựa cả khuôn mặt đều đã đỏ lên nhưng cuối cùng hắn cũng đã đi tới rồi bèn thở vào một hơi chậm rãi ngồi xuống khoảnh khắc khi hắn vừa ngồi xuống áp lực ở trên người đã lập tức biến mất hoàn toàn lục lão gia tử cả người hắn đều trở nên hoang mang chuyện gì vậy đây là chuyện gì vậy sao áp lực ở trên người mình lại biến mất hết rồi? Chẳng lẽ là do tiêu nhiên thi triển thần thông, rút về tất cả thần lực rồi sao? Mang theo chút nghi ngờ, lục lão gia tử hơi đứng lên. Trong chớp mắt, áp lực ùng ùng kéo đến, lại điên cuồng áp chế lên người hắn. Cương mặt già nua của hắn, lập tức biến thành màu đỏ tím giống như bị táo bón. Sau đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Sau khi thở vào lần nữa, hắn không khỏi nhíu mày, sắc mặt càng thêm hoang mang khó hiểu rốt cuộc là chuyện gì vậy tại sao khi mình vừa ngồi vào cái ghế này cả người liền không bị thần lực áp chế vừa rời khỏi cái ghế này thì lập tức bị thần lực áp chế chứ cảm thấy nghi ngờ hắn cúi đầu nhìn thoáng qua quan sát tỉ mỉ một cái sau đó cả người hắn đều vô cùng hỗn loạn bên trong cái ghế dựa này lại ẩn chứa một sợi tiên khí không sai chính là tiên khí bên trong thứ này ẩn chứa tiên khí Vậy có nghĩa là đây chính là một món tiên khí. Trời à, đây là đang đùa giỡn với hắn sao? Tùy tiện một cái ghế dựa của cháu mình cũng là một món tiên khí. Khó trách, khó trách các đệ tử của hắn đều mạnh như vậy. Thì ra lục tiêu nhiên mạnh đến mức càng khiến kẻ khác giận sôi. Trước đây, hắn đã đoán được lục tiêu nhiên rất mạnh, nhưng không ngờ tới, lục tiêu nhiên lại mạnh như vậy. Hắn dùng tiên khí làm ghế dựa, thì e là tu vi của hắn đã không chỉ là tiên nhân bình thường rồi. Nhà tiên nhân cũng không có lương thực thừa. E là tu vi của Lục Tiêu Nhiên, đặt ở tiên giới cũng không phải hạng thường. Chẳng lẽ hắn là Đại La Kim Tiên? Cháu trai của mình, còn tuổi trẻ như vậy thì đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên rồi. Đây là đang đùa hắn sao? Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Không cần quan tâm hắn có phải Đại La Kim Tiên hay không, dù sao không phải hắn càng mạnh thì càng tốt sao? Nghĩ như vậy, hắn lại cong môi nở nụ cười. Vẻ mặt của lục tiêu nhiên khó hiểu. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Lúc thì cho mày ủ mặt, lúc thì lại vui cười hớn hở. Không có gì, Gia Gia chỉ là nghĩ tới một chuyện vui. Đúng rồi, chuyện của phiêu miễu tông đã làm xong hết rồi. Bên phía phiêu miễu tông đã từ hôn thành công rồi, cho nên từ nay về sau, ngươi không cần lo lắng gì nữa. Vậy thì tốt, làm phiền Gia Gia đã đi một chuyến vì ta đứa nhỏ ngốc ta là gia gia của ngươi đi dùng ngươi một chuyến thì có gì đâu chẳng qua ừm lục tiêu nhiên hơi nhướng mày gia gia có chuyện gì cứ việc nói đừng ngại à cũng không có gì chỉ là tông chủ của phiêu miễu tông bọn họ muốn bái ngươi làm sư hắn muốn bái ta làm sư có nhầm hay không không nhầm do người của phong hỏa môn đến gây sự bị ba đồ đệ của ngươi dọn dẹp kết quả hắn đỏ cả mắt sau đó muốn bái ngươi làm sư, nếu không sẽ không đồng ý từ hôn. Nét mặt của lục tiêu nhiên chợt cứng lại. Ba thằng nhóc này, để bọn hắn ngày thường đừng có gây chuyện ở bên ngoài, không chịu nghe. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì đừng tùy tiện ra tay, kết quả bọn hắn vẫn ra tay. Lục tiêu nhiên ghét nhất là phiền toái. Hắn phỏng đoán, ba tên tiểu tử thối này thích làm náo động, kết quả để lộ ra thực lực quá mức mạnh mẽ, khiến đối phương đỏ mắt, cho nên mới muốn mình thu hắn làm đồ đệ. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ, muốn trách thì trách Phong Hỏa Môn. Do miệng của bọn người Phong Hỏa Môn quá ti tiện, muốn cầu cưới cung Uyển Nhi, còn nhất định muốn liên lụy tổn hại ngươi. Đừng nói là ba người bọn họ không thuận mắt, đến cả ta cũng không thuận mắt. Nếu ta cũng có thực lực như bọn họ, ta chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay. Lục lão gia tự nói xong, Lục tiêu nhiên đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, hắn vội vàng mở miệng nói. Không đúng, gia gia, nếu như phiêu miểu tông bọn họ đã biết thực lực của ta rất mạnh, không muốn từ hôn, ta có thể lý giải, nhưng còn muốn uy hiếp ta, ta lại không thể lý giải. Bọn họ sẽ không ngu ngốc như vậy chứ. Bọn họ không nghĩ tới hậu quả của việc uy hiếp ta sao. Hơn nữa, còn có một điểm, có lẽ đám người trường sinh cũng sẽ không chấp nhận đâu chẳng lẽ mấy người bọn chúng không đánh một trận với đối phương sao? Ách chuyện này chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, lục lão gia tử cũng hơi nghẹn lời. Lục tiêu nhiên nhạy cảm ngửi thấy trong chuyện này có chút vấn đề, sau đó mở miệng nói. Gia gia, ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì? Cương mặt già nua của lục lão gia tử đỏ lên, ánh mắt hơi né tránh nói. Thật ra cũng không có gì. Ta chỉ cảm thấy, Ngươi cũng đã từ hôn đồ đệ của người ta, thu người ta làm đồ đệ, xem như là chút bồi thường về mặt tâm lý cho người ta, chung quy không thể quá mức tuyệt tình đúng không? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu. Ta thu đồ đệ không phải là chuyện đùa, không thể người nào ta cũng thu được. Gia gia, ngươi vẫn nên nói lại với hắn, để hắn làm tông chủ Phiêu Miểu tông của hắn cho tốt đi. Như vậy sao được? Lễ vật ta cũng đã thu rồi, chuyện này không thành công, ta không có mặt mũi đi gặp người ta lục tiêu nhiên. Được lắm, gia gia, ngươi lại bán đứng luôn cả cháu trai của mình vì chút lễ vật. Khụ khụ. Gương mặt già nua của lão gia tử đỏ lên. Không thể nói như vậy được, ta cũng không bán đứng ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thu một đồ đệ mà thôi. Nếu ngươi thật sự không muốn, ta cũng không thể ép ngươi, không phải sao? Cùng lắm thì, ta đến nhà người ta bồi tội là được. Hơn nữa, đó không phải là chút lễ vật, mà là mấy trăm triệu thần tinh cực phẩm đấy. Lục tiêu nhiên vỗ tráng. Hắn vẫn luôn cảm thấy, sa đọa là tông môn của người khác, ví dụ như thiên ma tông. Những người bên cạnh mình, tất cả đều được mình đút đến mập chảy mở, tuyệt không sẽ xuất hiện có một nát. Kết quả, không ngờ tới, người đầu tiên sa đọa lại là gia gia của mình. Thu lễ vật của người ta, muốn mình thu người ta làm đồ đệ, hắn thật có thể làm ra được. Xem ra, bất luận là ai, chỉ cần thế lực đủ lớn mạnh thì khó có thể tránh được xuất hiện vấn đề sa đọa thôi tông chủ của phiêu miễu tông kia hình như là tu vi thần hoàn cảnh tư chất cũng coi như không tồi để hắn tiến vào vô danh tông là một đệ tử đời thứ hai đi nhưng gia gia lần sau ngươi không thể làm ra loại chuyện như thế này nữa nếu không cho dù ngươi là gia gia của ta cũng đừng trách ta không nể tình lục lão gia tử cười ha ha nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không làm. Hơn nữa ta cũng không phải là người tham lam. Những thần tinh này, ta đều giữ cho ngươi, một phần ta cũng chưa động. Xem như là học phí ta giúp hắn giao cho ngươi. Lục tiêu nhiên gật đầu. Nếu không còn chuyện gì khác, gia gia đi tu luyện đi, ta cũng phải tranh thủ thời gian để tu luyện. Không vội, ta còn một chuyện nữa, muốn thương lượng với ngươi một chút. Gia gia ngươi nói. Ngươi xem ngươi cũng đã thu tông chủ của phiêu miễu tông, liệu có thể cũng thu cả ta luôn được không? Ta cũng muốn gia nhập vô danh tông của ngươi. Lục tiêu Gia gia, ngươi đang nói đùa với ta sao? Ta không nói đùa với ngươi, ta nói thật. Lục lão gia tử tỏ vẻ nghiêm túc. Lục tiêu nhiên nhìn ra, hắn thật sự không phải đang nói đùa. Chuyện này khiến hắn càng thêm cạn lời. Vậy ngươi gia nhập vô danh tông, là ta gọi ngươi hay là ngươi gọi ta chuyện này thì dễ trước mặt người khác ngươi gọi ta là ông nội sau lưng người khác thì ta gọi ngươi là sư tôn không hề chậm trễ lục tiêu nhiên vẫn đừng làm như vậy trước mắt ta chủ yếu chỉ dạy chính đồ đệ không thể dạy thêm những tất cả đệ tử khác của vô danh tông đều là đệ tử đời thứ hai nếu ngươi bằng lòng có thể bái bất kỳ một tên đệ tử nào trong số đó làm sư giống như tông chủ của phiêu miễu tông Ta tốt xấu gì thì cũng là gia gia ruột của ngươi, chẳng lẽ không thể có chút ưu đãi nào sao, không thể trở thành đồ đệ trực thuộc của ngươi được sao? Bởi vì ngươi là gia gia của ta, ta mới không thích hợp để dạy ngươi. Ta sẽ cảm thấy khó chịu, dạy không tốt, ngươi cũng đừng trách ta. Vậy thì bỏ đi, ta sẽ chọn một người trong số những đệ tử của ngươi vậy. Lục Tiêu Nhiên gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi, ta phải bắt đầu tu luyện rồi, thiếu cái gì thì cứ nói với ta ta hiểu lục lão gia tử chạy ra ngoài nhanh như chớp nghe ngóng tin tức hắn không quen biết quá nhiều người ở đây cho nên chỉ tìm những đệ tử mà mình quen biết ví dụ như nhị cẩu tử lão gia tử chuyện này xem như ngươi đã hỏi đúng người rồi nhị cẩu tử nằm trong cửa chính của hẻm núi vừa xỉa răng vừa thản nhiên mở miệng nói nếu nói về tình huống của vô danh tông ta không nói mình biết hết mọi chuyện nhưng không cũng không có mấy người biết nhiều hơn ta ta nói như vậy có thể ngươi sẽ không tin nhưng trên thực tế vô danh tông bọn ta từ hạ giới đến thần giới ta là người đầu tiên tìm được chủ nhân những người khác đều phải xếp ở sau ta lục lão gia tử gật đầu ngươi nói có lý vậy trong số những đệ tử đời thứ nhất của vô danh tông rốt cuộc người nào thích hợp để bái sư nói đến thích hợp để bái sư người đầu tiên phải kể đến chính là đại sư huynh thủ tịch của vô danh tông bọn ta Vân đại sư huynh. Tại vì sao? Vân đại sư huynh chính là con riêng của sư tôn. Ngươi nói cái gì? Không thể nào. Vân Ly ca là con của Tiêu Nhiên. Đó là đương nhiên, ta có thể lừa ngươi sao? Nếu không tin, ngươi cứ tùy tiện hỏi bất kỳ đệ tử nào của Vô Danh Tông. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, ta lừa ngươi thì cả nhà ta đều chết hết. Không đến mức đó, nếu ta không tin ngươi, thì sao còn đến hỏi ngươi chứ? Lục lão gia tử lộ ra nụ cười hiểu ý. Không ngờ đứa nhỏ tiêu nhiên này, bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo, kết quả sau lưng, con trai đã lớn như vậy rồi. Hiện tại hắn cũng chỉ mới hơn 30 tuổi mà thôi, nhìn Vân Ly ca kia, dường như cũng đã lớn. Chuyện này có nghĩa là khi tiêu nhiên mười mấy tuổi, thì đã làm lớn bụng người ta rồi. Chật chật, ta vốn còn tưởng, cha hắn đã là một kẻ phong lưu phóng khoáng, không ngờ hắn lại còn mạnh hơn cha hắn gấp mấy lần năm đó khi cha hắn cưới mẹ hắn cũng đã không còn trẻ tuổi nói lạc đề rồi vẫn nên nói chính sự vân thủ tịch là người nắm giữ nhiều tài nguyên nhất trong cả tông môn bọn ta đã có người tính ra tài nguyên của vân thủ tịch đại khái là trình độ mà cộng từ nhị sư tỷ đến cửu sư đệ rồi lại nhân lên mấy lần cũng không đạt đến được hiếp đứa nhỏ tiêu nhiên này lại bất công như vậy sao đó là đương nhiên ai cũng biết vân thủ tịch chính là áo bông nhỏ tri kỷ của tông chủ viên minh châu ở trên tay ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay sợ rớt nhưng vân thủ tịch cũng là người hiếu thuận nhất trong số các đệ tử mặc dù những đệ tử khác cũng vô cùng hiếu thuận với tông chủ đều có thể đi liều mạng vì tông chủ nhưng vân thủ tịch thì khác vân thủ tịch dám vì tông chủ mà hồn phi phách tán tan thành tro bụi nghe đến đây lục lão gia tử gật gật đầu trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng vân ly ca chính là con trai ruột của lục tiêu nhiên chứng cứ xác thực nhưng vân thủ tịch cũng là người có nhiều đệ tử nhất cho nên nếu bái vân thủ tịch làm sư có thể sẽ không được chia bao nhiêu tài nguyên trái lại cũng đúng vậy những đệ tử khác thì sao nhị sư tỷ cũng là sự lựa chọn không tệ tu vi cũng không tồi nhưng nàng là nữ bình thường chỉ thu nữ đệ tử nam đệ tử rất khó có thể đi vào hơn nữa người có điều kiện ngoại hình không phải rất xuất sắc giống như lão gia tử ngươi đây ừng cho dù nàng có thu đoán chừng cũng sẽ không dạy hết lòng đáng giận bộ dạng xấu thì không phải là người sao lát nữa ta nhất định phải để tiêu nhiên dạy dỗ nàng chuyện này được ta đã sớm nhìn nàng mà khó chịu ra vẻ thanh cao lạnh lùng giống như ai cũng thiếu nàng mấy trăm triệu vậy còn tam sư huynh ta không đề nghị ngươi đi bái sư lắm Tam Sư Huynh là một người cùng tu luyện. Trên cơ bản, khi hắn tu luyện, sẽ không thèm để ý tới những người khác, đã từng không ăn không uống, liên tục tu luyện suốt một năm. Cuối cùng, những đồ đệ của hắn không thể không bái vào môn hạ của những sư tôn khác. Hiện tại trong cả vô danh tông, ngoài Long Cuồng ra, hắn không còn bất cứ đệ tử nào khác. Nhưng tư chất của bản thân Long Cuồng cũng không tệ, còn từng được tông chủ chỉ dạy. Có thể nói, hắn là người có tu vi mạnh nhất trong số những đệ tử đời thứ hai vượt xa người thường lão tứ lão lục và lão thất ngươi cũng đã từng tiếp xúc đều không tệ lắm nếu tu luyện kiếm đạo chắc chắn là tứ gia thích hợp nếu tu luyện đao pháp lục gia tuyệt đối là sự lựa chọn độc nhất vô nhị của ngươi còn thất gia người không tệ cũng có khá nhiều đệ tử khá là bao che khuyết điểm nhưng công pháp long thần quyết mà hắn tu luyện chủ yếu là biến người thành yêu khác với công pháp của những người khác không thể cho ngươi quá nhiều kinh nghiệm tài trộm mộ của bác gia là số một cả ngày đào mộ nếu ngươi thích cũng có thể cân nhắc ta cảm thấy công pháp của hắn hơi thiên về u ám cửu gia gần như đã quên mất công pháp thật sự của mình cả ngày nghiên cứu ngự thú thần quyết phỏng chừng sách nghiên cứu ra cách làm sao để con người thành yêu sủng nếu ngươi không sợ một ngày nào đó hắn phát điên thu ngươi làm nhân sủng ngươi cũng có thể đi nói một cách đơn giản trước mắt tốt nhất chính là nhất tứ lục kế tiếp là nhị thất bát rác rưởi nhất chính là tam ngũ cửu lục lão gia tử nhíu mày nói lâu như vậy sao lại không nghe ngươi nhắc đến lão ngũ lão ngũ là cương thi hơn nữa trước đây lão ngũ bị phật môn giam cầm làm lỡ mất cơ hội tu luyện hiện tại tu vi còn không bằng một bộ phận đệ tử đời thứ hai bây giờ ngươi đi tìm nàng không phải là làm chậm trễ tiền đồ sao? Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy lão tứ, lão lục tương đối thích hợp, nhưng ta không thích đao, cũng không thích kiếm. Chẳng lẽ tiêu nhiên không còn đệ tử nào khác sao? Vừa hay có một tên đệ tử ký danh, tu vi xếp thứ 10, gọi là Lăng Tâm Nguyệt, phỏng chừng cũng là con gái riêng của tông chủ, rất nhiều người đều nghe nói nàng trực tiếp trắng trợn gọi tông chủ là cha, còn liều lĩnh hơn cả Vân thủ tịch. Hai mắt Lục lão gia tử sáng lên người này không tồi nếu là con gái ruột của tiêu nhiên thì chắc chắn sẽ không kém hơn vân thủ tịch nhất định cũng sẽ có được không ít tài nguyên ngoài ra nàng là đệ tử mà tiêu nhiên vừa thu nhận có lẽ vẫn chưa có đệ tử nếu ta là người đầu tiên đến há chẳng phải là trong nháy mắt lục lão gia tử đã có được phương hướng hắn đã nghĩ xong rồi mình đi bái lăng tâm nguyệt làm sư đến lúc đó nếu tông chủ của phiêu miễu tông đến thì bảo hắn đi bái những người khác làm sư. Nếu Lăng Tâm Nguyệt chỉ có một đệ tử là mình, thì có thể càng chuyên tâm bồi dưỡng mình hơn. Tất cả tài nguyên chắc chắn sẽ bị chính mình độc chiếm. Hoàng Mỹ Lục lão gia tử dường như đã nhìn thấy chính mình là đệ tử đời thứ hai mạnh nhất của vô danh tông, từ từ lên cao. Trở thành thần hoàng, vượt cấp giết địch, không còn là giấc mộng. Quyết định rồi, chính là ngươi. Lăng Tâm Nguyệt Trong phiêu miễu tông, Phiêu miểu tông chủ gọi đồ đệ cung Nguyễn Nhi đến trước mặt. Nguyễn Nhi, xin lỗi, là do sư tôn không có năng lực. Nếu sư tôn có chút bản lĩnh, cũng không đến mức khiến ngươi lưu lạc đến nông nổi bị người ta từ hôn. Nhưng cung Nguyễn Nhi lại có vẻ bình tĩnh nói. Không trách sư tôn. Nguyễn Nhi biết, do lục tiêu nhiên quá mạnh, cho nên mới từ chối hôn sự với đồ nhi. Trước đây đồ nhi nghĩ, tại sao hắn lại từ chối đồ nhi hết lần này đến lần khác liệu có phải bởi vì hắn tự thấy hổ thẹn cảm thấy hắn không xứng với ta hay không hiện tại ta cảm thấy thật ra người suy nghĩ nhiều vẫn luôn là ta ta quả là buồn cười đến cực điểm ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy ngươi đã rất tốt rồi là do tên lục tiêu nhiên đó thật sự quá nghịch thiên hết cách rồi tuy nhiên vi sư bị sự kiện lần này kích thích cũng muốn hăm hở vươn lên chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm một phần cơ duyên trùng hợp thật đồ nhi cũng đang có ý này không tệ chỉ cần sư đồ chúng ta đồng tâm hiệp lực cố gắng tu luyện thì nhất định có thể tu luyện thành thần đế không bao giờ bị người khác bắt nạt nữa cung quyển nhi gật đầu hai sư đồ nói lời tạm biệt lẫn nhau sau đó phiêu miễu tông chủ lập tức xuống núi dưới chân núi phiêu miễu tông vừa lúc có một bóng người đã sớm đứng chờ ở đây lý thăng thủy sao ngươi lại lề mề như vậy cả nửa ngày mới chịu xuống lý thăng thủy là tên thật của tông chủ phiêu miễu tông trước đây đối phương đương nhiên không dám gọi thẳng tên của hắn một cách dễ dàng nhưng hiện tại hắn đã không còn sợ lục lão gia tử người tốt xấu gì cũng phải để ta chuẩn bị chút chứ ngươi cũng không phải đã chết bàn giao hậu sự cái gì chung quy cũng phải nói với đồ đệ và các trưởng lão về chuyện trong tông môn một lát chuyện của ta đã làm xong hết chưa làm xong hết rồi, chọn cho ngươi ba sư tôn, đều là những sư tôn tốt. Có tam gia của phiêu miễu tông, ngũ sư tỷ, còn có cửu gia, đều là nhân vật có tiếng tâm. Ta đã nói với bọn họ rồi, bọn họ đều bằng lòng thu đồ đệ, tùy tiện nói một câu là được rồi. Lý Thăng Thủy giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên không hổ là gia gia của lục tông chủ. Lời nói rất có trọng lượng. Lý Thăng Thủy ta tu hành hơn chục nghìn năm, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được tổ chức, sau này có thể thi triển quyền cước, tha hồ phát huy thiên phú của ta. Ha 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 ha. Lão Lý, cái mà trước đây ngươi đã nói. Lục lão gia tử trà sát hai ngón cái và ngón trỏ, Lý Thăng Thủy lập tức hiểu ra. Ta hiểu, đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Ở ngay đây. Hắn đưa cho lục lão gia tử một cái nhẫn không gian, bên trong chứa 500 triệu thần tinh cực phẩm. Nhưng, vào lúc hắn vừa mới giao thần tinh qua, lục lão gia tử đang kiểm tra, thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cách hai người không xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Sư Tôn, ngươi đang làm gì vậy? Lý Thăng Thủy và lục lão gia tử ngẩn ra, đồng thời quay đầu lại nhìn xem. Không biết từ khi nào thì cung Uyển Nhi đã đứng ở phía sau hai người. Gương mặt già nua của Lý Thăng Thủy lập tức đỏ lên. Hay thật, hắn lại bị đồ đệ của chính mình phát hiện rồi vừa rồi mình mới nói bản thân muốn đi chu du tứ hải cố gắng tu luyện kết quả chỉ chớp mắt thì đã bị đồ đệ bảo bối bắt được mình muốn đi vô danh tông và bọn ta không làm gì hết chỉ là trả xính lễ đúng đúng xính lễ lục lão gia tử cũng hồ theo hòa giải đúng không sai là trả xính lễ chúng ta cũng đã giải trừ hôn ước rồi cho nên lục gia bọn ta theo lý thì cần phải trả lại xính lễ cho các ngươi ồ Cung Nguyễn Nhi lạnh nhạt gật đầu, cũng không nói thêm gì, xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng và phương hướng nàng rời đi, Lục lão gia tử không nhịn được mở miệng nói: "Ta cảm thấy hình như nàng biết." Lý Thăng Thủy trở nên im lặng. "Ta có lỗi với nàng. Là sư tôn của nàng, kỳ thật ta nên đứng cùng trên một chiến tuyến với nàng, đi đối phó Lục Tiêu Nhiên. Vậy nếu không thì ta trả tiền lại cho ngươi, bây giờ ngươi đuổi theo đồ đệ ngươi vẫn còn kịp." không được ta là một nam nhân muốn trở thành thần đế sao có thể vì chuyện riêng của đồ đệ mà làm chậm trễ đại sự tu luyện chứ đi thôi ta vẫn nên chuẩn bị gia nhập vô danh tông cùng lúc đó tại một nơi ở thần giới phù đồ cũng mở hai mắt từ trong bóng đêm ở bên cạnh hắn hiện ra bốn thanh bảo kiếm có màu sắc khác nhau không có thanh nào không ẩn chứa năng lượng cực mạnh khí thế phát ra từ trên mỗi thanh bảo kiếm đều dễ dàng vượt qua áo nghĩa thần khí có thể nói là mạnh mẽ đến mức khiến người khác dựng tóc gáy, đã đạt đến trình độ tiên khí. Cuối cùng ta cũng đã luyện hóa thành công tru tiên tứ kiếm và trận đồ tru tiên. Từ nay về sau, trong số tiên nhân, còn có ai có thể là đối thủ của ta? Ta muốn giết lục tiêu nhiên, thì sẽ đơn giản như trở bàn tay. Sư Tôn, ngươi chờ xem, rất nhanh thôi, đồ nhi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao cho ta. Đồ nhi nhất định phải trợ giúp ngươi, nhất thống thiên đình, trở thành tồn tại trí cao vô thượng nhất trong lúc nói chuyện sư muội của hắn đã nhẹ nhàng chậm rãi bước đến sư huynh tất cả thần đế thần tôn trong nhóm chát đều đã chuẩn bị ổn thỏa phù đồ gật đầu tốt lắm có bọn họ trợ trận cộng thêm kiếm trận tru tiên mà sư tôn truyền thụ cho ta cho dù lục tiêu nhiên hắn là thiên đế chuyển thế thì cũng không phải là đối thủ của ta một vị thần tôn trong nhóm chát vừa bước vào cảnh giới thần đế vào sáng sớm hôm nay là vân ly ca sao sư muội gật đầu đúng là vân ly ca kẻ có tính cách không tệ tư chất lại nghịch thiên sau khi gia nhập nhóm chác thần đế của chúng ta tu vi của hắn liên tục tăng lên đạt đến tầm cao mới trước mắt từ thần tôn cảnh hắn lại thành công đạt đến tu vi thần đế cảnh có thể nói hắn là người có tiềm lực nhất trong cả nhóm chác thần đế thậm chí ta cảm thấy cho dù là những thần đế có bi tính lâu năm này cũng không thể so sánh được với tư chất của hắn có thể nói hắn đã có thể được xem là độc nhất mặc dù không so được với tư chất của ta và ngươi nhưng cũng không phải là người tầm thường vậy sao phù đồ hơi nheo mắt nếu sau khi chém giết lục tiêu nhiên sư tôn lão nhân gia hắn đoạt được đại khí vận bước tiếp theo phỏng chừng là muốn phát động xung kích với ngôi vị thiên đế đến lúc đó lão nhân gia hắn chắc chắn sẽ cần một vài tướng tài đắc lực. Ta nên đi trước một bước, sang sẻ với sư tôn lão nhân gia hắn, làm xong chuyện này mới được. Xem ra, ta nên đi liên lạc Vân Ly Ca này một chút. Quả thực là như vậy. Bên trong hẻm núi, sau khi Vân Ly Ca đột phá đến cảnh giới thần đế, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Kể từ khi cắn nút lượng lớn thần hồn ở thần giới, tư chất của hắn không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn quả thực nhanh đến mức khiến người khác giận sôi trước kia hắn luôn bị các sư đệ sư muội dẻo cợt là người xếp hạng chót lần đầu tiên trong đời hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác vui sướng của hai chữ thiên tài trước mắt tu vi của mình đã đạt tới thần đế e là không cần bao lâu nữa hắn sẽ đạt tới cảnh giới tiên nhân một lần nữa mà trong đầu hắn cũng dần dần nhiều thêm một phần ký ức đến từ thượng cổ không ngờ tới vòng qua vòng lại mấy nguyên hội cuối cùng ta vẫn trở thành thuộc hạ của hắn đây có lẽ là sự an bài của số mệnh trời cao sớm đã định sẵn mọi chuyện từ trước đến nay thiên mệnh chi nhân đều không phải ta cũng không phải hồng quân lão nhân kiếp này ta không làm thiên mệnh được nhưng lại có thể xưng là thiên mệnh chi tử trái lại cũng không thiệt nhưng không biết hồng quân lão cẩu biết sư tôn lão nhân gia của ta đã trở lại thì sẽ có biểu cảm như thế nào thật sự khiến người khác chờ mong. Vừa dứt lời, vần sáng trong đầu Vân Ly Ca lại sáng lên lần nữa. Có ở đó không? Vân Ly Ca hơi nhướng mày, bởi vì tin nhắn này không phải là tin nhắn đến từ trong nhóm chắc thần đế, mà là tin nhắn trò chuyện riêng. Tin nhắn này là của chủ nhóm phù đồ, gửi riêng cho một mình hắn. Nói cách khác, chỉ có hai người mới có thể nhìn thấy tin nhắn này. Chuyện này khiến Vân Ly Ca không khỏi nhướng mày sao tên này đột nhiên lại gửi tin nhắn riêng cho ta hắn không tin đối phương thích mình muốn hẹn riêng mình ra ngoài để gặp mặt bạn bè hoặc là chơi trò khen nhau trên trường thương gì đó nhưng hắn vẫn đáp lại đối phương dù sao đối phương cũng là chủ nhóm có đây đang tu luyện sao không ồ vậy hiện tại ngươi có thời gian không cũng tạm có chuyện gì ngươi cứ việc nói bên cạnh ngươi có người khác không không có. Vậy được, lần này ta đích thân hẹn riêng ngươi, có lẽ ngươi cũng rất ngạc nhiên và khó hiểu. Thật ra, không có chuyện gì khác, chủ yếu là tư chất của ngươi rất tốt, khác với những người khác, cho nên ta muốn cho ngươi một cơ hội. Không biết ngươi có mong muốn hay không? Đương nhiên mong muốn, có thể có được sự tán thưởng của chủ nhóm, vãn bối sao có thể không mong muốn. Tốt. Quả nhiên không hổ là người ta nhìn trúng, quả thật rất có đầu óc dừng một chút, hắn lại mở miệng nói. Kỳ thật, trong số những người trong nhóm, mặc dù đều là những thần đế có uy tín lâu năm, mạnh hơn ngươi không ít, nhưng trên thực tế, tư chất của ngươi lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu không phải vì như vậy, bổn tọa cũng sẽ không tìm đến ngươi. Trên thực tế, bối cảnh của nhóm chắc chúng ta vượt xa ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Giết chết lục tiêu nhiên chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ nhỏ của nhóm chắc chúng ta mà thôi. Nhiệm vụ lớn của nhóm chắc có rất nhiều, nhiều đến mức thậm chí có thể khiến ngươi thành tiên, thành thiên tiên, thái ức tán tiên, thậm chí là đại la kim tiên. Những thứ này đều là tồn tại mà người khác tha thiết ước mơ, nhưng không thể có được. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi mong muốn, mong muốn gia nhập với bọn ta, đi theo sư tôn ta, ta có thể trợ giúp ngươi, thoải mái bước qua những cửa ải này. Suy nghĩ kỹ, đại la kim tiên chính là sự tồn tại mà bao người tha thiết ước mơ, nhưng không thể có được trong thiên hạ ngoại trừ thánh nhân ai có thể địch lại tu vi của bọn họ vân ly ca làm ra vẻ khiếp sợ nói hậu trường của các ngươi mạnh như vậy sao đó là đương nhiên ngươi có mong muốn gia nhập không vân ly ca lập tức trả lời mong muốn ta đương nhiên mong muốn chỉ không biết các ngươi có nguyện ý thu ta hay không chỉ cần ngươi mong muốn là được rồi vậy liệu ta có thể biết người sau lưng chúng ta là ai hay không về chuyện này ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi nhưng sau khi săn bắn lục tiêu nhiên xong ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi gặp hắn tin tưởng ta đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng ngạc nhiên hắn sẽ trở thành thiên đế tương lai lợi hại như vậy đúng vậy được vậy từ nay về sau tính mạng của ly ca là của tiền bối phù đồ một khi tiền bối phù đồ có chuyện cần ta thì cứ việc sử dụng, ly ca tuyệt đối sẽ không chối từ. Không tồi, ngươi chuẩn bị sớm một chút, bên phía ta sẽ phát động đại trận bách đế, đi đối phó lục tiêu nhiên. Sau khi nói xong câu này, ánh sáng của khung chát đã trở nên tối đen. Ánh mắt của Vân Ly Ca cũng không nhịn được mà lóe lên. Bây giờ đám trẻ ranh này thật biết bày trò. Còn thiên đế tương lai. Làm như chính mình rất lợi hại vậy thiên đế hiện tại của thời đại này hình như là một tên rác rưởi gọi là trương hữu nhân xem ra đối phương là kẻ thù không đội trời chung của hắn đáng tiếc trí nhớ của ta chỉ nhớ được những chuyện trước long phượng lượng kiếp những chuyện sau đó thì không biết nếu không thì ta có thể suy đoán ra thân phận của kẻ đó nhưng nếu đối phương đã dám mơ ước đến ngôi vị thiên đế chắc hẳn cũng không phải người thường hai người ta và sư tôn đều là thân chuyển thế đã không còn loại uy năng hủy thiên diệt địa của kiếp trước, cho nên khi đối mặt với đối phương, cần phải cẩn thận một chút mới được. Sau khi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tính cách của Vân Ly Ca càng thêm trưởng thành và cẩn thận. Hắn biết, tu vi cao tới đâu cũng vô dụng. Chưa đến lúc cuối cùng, không ai có thể sơ ý nếu không, cho dù tu vi của ngươi có mạnh hơn nữa, chung quy cũng sẽ trở thành bàn đạp của người khác mà thôi. Không suy xét trường ra quá nhiều, Vân Ly Ca lập tức báo cáo chuyện này cho Lục Tiêu Nhiên. Sau khi Lục Tiêu Nhiên nghe xong chuyện này, cũng không nói được nguyên cớ đối với thân phận của người đứng sau nhóm chát thần đế. Xem ra kẻ đứng sau, quả là một người có máu mặt. Nhưng ta cũng không nói ra được thân phận của đối phương, có thể đối phương cũng là một lão cẩu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi cũng đã bước vào cảnh giới thần đế, có phải đã nhớ lại được một số chuyện hay không? vân ly ca đương nhiên biết lục tiêu nhiên đang muốn nói đến chuyện gì đơn giản là thân phận kiếp trước của hắn xem ra theo tu vi không ngừng tăng lên sư tôn cũng đã thức tỉnh được không ít ký ức hắn ho nhẹ một tiếng trên mặt hơi nóng lên sư tôn đó đều là chuyện của kiếp trước vả lại kiếp này ta đã là đồ đệ của ngươi ngươi cần gì phải so đo với ta kiếp trước ngươi ra tay đánh ta vô cùng tàn nhẫn sư tôn vẫn luôn nhớ kỹ Ngươi nói có đúng không? Ma thần la hầu. Vân Ly ca hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Chuyện của kiếp trước, ta không thể thay đổi, quả thật có xúc phạm đến sư tôn. Nếu sư tôn muốn trách mắng đồ nhi, đồ nhi cũng không oán hận câu nào. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của hắn, lục tiêu nhiên mới phất tay. Chỉ dẫn với ngươi thôi, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, còn có thể đứng ở đây sao? Vân Ly ca lau mồ hôi lạnh trên trán sư tôn lần sau ngươi đừng giỡn kiểu này nữa người dọa người rất dễ hù chết người đấy bây giờ ta đã không còn là ma thần la hầu bây giờ ta chỉ là đồ đệ của ngươi một tên rác rưởi tu vi còn chưa đến cảnh giới tiên nhân mà thôi lục tiêu nhiên gật đầu được rồi dẫn theo đám người vô hà đi tham gia đại trận bách đế đi diễn viên chính là sư tôn ngươi đây cũng nên lên sân khấu tỏa sáng không thể để người ta chờ sốt ruột vâng Vân Ly ca liếm khóe miệng, đáy mắt lóe lên một tia sáng màu xanh tham lam. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, ngân hà tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, dần hình thành một tấm lưới sao trời lấp lánh, tựa như muốn bao phủ cả thiên địa vào trong đó. Dưới bầu trời đầy sao, phù đồ ngạo nghệ đứng giữa không trung, trong tay cầm một chiếc la bàn màu thanh đồng. Khi hắn truyền tiên lực vào, mặt niệm khẩu quyết, chiếc la bàn màu thanh đồng cũng bắt đầu chậm rãi phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh, Xuyên thẳng về phía chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời và ngân hà như đều bị khuấy động lên. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh thiên địa bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sư muội của Phù Đồ không nhịn được hít sâu một hơi, nét mặt trở nên ngưng trọng. "Sư huynh, la bàn này lại có thể khuấy động tinh hà chi lực. Chẳng lẽ nó là?" Phù Đồ đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, mở miệng nói ngươi đoán không sai. Món đồ này chính là một tiên khí khác do sư tôn truyền thụ cho ta. Thông qua việc huy động tinh hà chi lực, nó có thể tìm kiếm người hoặc vật mà ta muốn tìm. Chỉ cần là người tồn tại ở thế giới này thì hắn đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. 10 giây. Chỉ cần khoảng thời gian 10 giây, ta sẽ có thể trực tiếp tìm được vị trí của Lục Tiêu Nhiên. Đến lúc đó, chính là lúc hắn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn ánh mắt của sư muội phụ đồ toát lên vẻ hâm mộ, tràn đầy thèm muốn với món tiên khí la bàn này. Khi nào nàng mới có thể có được một món tiên khí đây? Đây chính là một tiên khí. Chỉ có tiên nhân mới có thể sở hữu. Một loại ngưỡng mộ nồng đậm chảy trong lòng nàng. Nhưng sau khi trôi qua 10 giây, trong không khí lại không có bất cứ động tĩnh gì, la bàn cũng trôi dạt trong không khí một cách yên tĩnh. Sư muội của phù đồ không nhịn được hơi nhíu mày. Sư huynh, có phải tiên khí này của ngươi bị mất tác dụng rồi hay không phù đồ im lặng một lát chợt mở miệng nói có lẽ không phải ta nghĩ có thể do thần giới quá lớn quá nhiều người cho nên dù là tiên khí cũng không thể tìm thấy lục tiêu nhiên trong nháy mắt đợi thêm một chút là có thể tìm được một nén nhang trôi qua sư muội của phù đồ lại mở miệng nói sư huynh món tiên khí này thật sự không bị mất tác dụng sao từng Hẳn là không có, dù sao thì đây cũng là đồ mà sư Tôn giao cho chúng ta. Vậy đợi thêm một lúc nữa đi. Lại trôi qua thêm ba nén hương. Sư huynh, ngươi xác định món tiên khí này thật sự không bị mất tác dụng sao? Hẳn là không, sư Tôn là nhân vật như thế nào? Nếu la bàn của hắn cũng có thể bị mất tác dụng, vậy thì trên thế giới này, còn ai có thể tin tưởng được. Nói cũng đúng. Bên phía hẻm núi, đám người Lục Tiêu Nhiên đợi cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy đối phương tìm được mình cũng không thấy đối phương triệu hoán đám người vân ly ca chuyện này khiến lục tiêu nhiên nhịn không được nhíu mày kỳ quái thứ đồ chơi gọi là phù đồ không phải nói muốn bắt đầu săn bắn ta sao sao đến bây giờ vẫn chưa tìm tới ta không biết ta thử hỏi trong nhóm xem vân ly ca đang muốn đi hỏi thì lục tiêu nhiên đã mở miệng nói đừng ngươi nhắn riêng hỏi hắn Nói chuyện riêng thì tương đối tốt hơn. Được. Vân Ly ca đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu liên hệ Phù Đồ. Chủ nhóm Phù Đồ, không phải nói sắp bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa có tiếng vang? Rốt cuộc khi nào mới truy bắt Lục Tiêu Nhiên, ta đã không chờ nổi nữa. Không bao lâu, bên phía Phù Đồ đã đáp lại. Trước mắt ta đang tìm kiếm Lục Tiêu Nhiên, tạm thời vẫn chưa tìm thấy, phỏng chừng hắn đã ẩn nấp, tên đó rất cẩu dưới tình huống bình thường ta rất khó có thể bắt được hắn hóa ra là như vậy vậy ta chờ thêm một lát dựa vào thực lực của chủ nhóm phù đồ muốn tìm thấy lục tiêu nhiên chắc chắn dễ như trở bàn tay nói xong vân ly ca ra khỏi cuộc trò chuyện riêng phù đồ không nhịn được cười nói với sư muội của mình tên vân ly ca này không chỉ có tư chất rất mạnh mà nói chuyện cũng rất dễ nghe thật sự là một nhân tài ta ngược lại cảm thấy hắn có mấy phần tư thế của liếm cẩu, liếm cẩu có gì không tốt, chỉ cần nịnh chúng ta là được. nói cũng đúng. bên phía vân ly ca, hắn vừa mới thoát khỏi nhóm chát, đã không nhịn được hắt xì một cái. a xì. hắn xoa xoa mũi, không nén nổi mà mắng. mẹ kiếp, không biết là kẻ nào, lén lút nói xấu ta, đờ mờ. lục tiêu nhiên đá một cước lên mông hắn mẹ ngươi, đừng phí lời với ta, bên kia nói như thế nào. Bên kia nói không tìm thấy ngươi. Lục tiêu nhiên vỗ đầu. Hắn nói mà, sao đối phương cả nửa ngày rồi vẫn chưa tìm được mình, hóa ra vấn đề ở đây. Bởi vì chính mình có vượng tài che chở, đến cả thiên đạo cũng không cảm ứng được mình, càng đừng nói tới món đồ nhỏ nhoi đó của phù đồ. Hơn nữa mình còn bố trí rất nhiều tiên trận ở trong khe núi này, hắn càng không có khả năng cảm ứng được mình. Xem ra ta nên đi ra ngoài, thu hút hắn đến đây, các ngươi rời khỏi chỗ này trước đi, cách xa ta một chút để tránh bị đối phương phát hiện. Được. Mọi người lập tức rời khỏi khe núi. Lục Tiêu Nhiên chậm rãi thả ra một hơi thở của mình lên cao. Vượng Tài, Thiên Đạo thật sự không thể phát hiện ra ta sao? Theo lý thuyết, vách ngăn của hạ giới và thần giới chắc hẳn là do hắn sáng tạo mới đúng. Không, vách ngăn hạ giới và thần giới không phải do thiên đạo chế tạo, mà là do kinh mạch và da thịt của bàn cổ tạo thành. Thiên đạo có thể tiến vào, nhưng muốn tuần tra thành thạo ở trong này, thì không thể. Nếu không, thiên đạo đã sớm tìm được ngươi. Hóa ra là như vậy. Lục tiêu nhiên láng bán hiểu được trong lòng, xem ra bàn cổ lão tặc cũng thật tỉ mỉ, vì hồi sinh mình, mà âm thầm bày bố. Mà giáo chủ thông thiên của tiệt giáo, rõ ràng cũng biết bàn cổ có biện pháp dự phòng này, cho nên mới tạo ra mình đúng thật là bọ ngựa bắt ve một bầy sói theo ở phía sau đáng tiếc chính mình không phải bàn cổ cùng lúc đó bên phía phù đồ dường như cảm ứng được điều gì lập tức mở miệng nói tìm thấy rồi tìm thấy rồi sư muội ngươi mau nhìn tiên ký la bàn sư muội phù đồ nhìn sang chỉ thấy trên la bàn xuất hiện một điểm sáng mỏng manh mặc dù vô cùng mỏng manh lại lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể xác định được rõ ràng vị trí của đối phương. Xem ra tên lục tiêu nhiên này quả thật mạnh mẽ, cho dù là tiên khí la bàn mà sư tôn truyền thụ cho ngươi, nhưng cũng phải tốn khoảng thời gian dài như vậy mới tìm được hắn. Phù đồ cười chế giễu. Đó là đương nhiên, nếu lục tiêu nhiên không đủ lợi hại, sư tôn cũng sẽ không kiên kỵ hắn như vậy. Nhưng, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bây giờ, hắn vẫn bị chúng ta bắt được lập tức bắt đầu triệu hoán các vị thần đế. Không lâu sau, một luồng ánh sáng màu vàng rực đột nhiên phóng lên cao. Sau khi cảm ứng được luồng ánh sáng này, vô số luồng khí tức trong thần giới đều mau chóng bộc phát ra khí thế của chính mình. Trong nháy mắt, vô số người trong thần giới đều bắt đầu chấn động. Khí thế thật mạnh mẽ, lão tổ của chiến thần môn chúng ta xuất sơn rồi sao? Khí tức này là cường giả thần đế. Chẳng lẽ là vị đó? Thật mạnh. Lùng khí tức này thông thiên triệt địa. Đây là một vị cường giả thần đế rồi. Không ngờ ở gần Đại Vân Sơn chúng ta lại có một vị cường giả thần đế. Thật đáng sợ, nhiều khí thế như vậy, toàn bộ đều bộc phát ra vào lúc này, hôm nay thần giới có chuyện gì vậy? Vật đổi sao dời, non sông chấn động, bầu trời của thần giới e là phải đổi rồi. Những tu sĩ ngày thường không hiện sơn, không lộ thủy, vào giờ phút này, tất cả đều bày ra tư thái mạnh nhất của mình. Khiến cả thần giới đều phải chấn động. Ở một góc tiên giới, vẫn ở dưới đình nghỉ mắt y như cũ, hai người đang đánh cờ, nhìn nhau cười nhạt. Xem ra, kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Thành hay bại đều ở lần này. Nếu thắng, thì từ nay về sau, thiên đình do ngươi nắm giữ. Ngôi vị thánh nhân sẽ có một ghế thuộc về ngươi. Hai người nhìn nhau, cùng lộ nụ cười hiểu ý. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đầy sao ở thần giới, vô số luồng ánh sáng, tựa như sao băng, nhanh chóng tập hợp ở trên hẻm núi nơi lục tiêu nhiên đang ở. Trăng rắc trăng rắc. Đi đôi với tiếng nổ vang của vách ngăn không gian, vách ngăn không gian đã trực tiếp bị đánh nát. Một bóng người khôi ngô dẫn đầu bước ra từ trong đó, cao khoảng 8 thước, đầu đội mũ đồng, trên cổ đeo một chuỗi tràn hạt cực lớn hình đầu lâu. Ha 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 ha! Không ngờ khô lâu thần đế ta lại là người đầu tiên đến đây xem ra ta chính là người có công tróc nã lục tiêu nhiên đầu tiên một giọng nói khác cũng vang lên bên tai hắn cùng lúc đó chuyện đó thì chưa chắc khô lâu huynh tới sớm không bằng tới đúng lúc công đầu này không phải xem ai tới nhanh thì sẽ là của người đó khô lâu thần đế hừ lạnh một tiếng còn chưa kịp mở miệng một giọng nói khác lại truyền tới nói không sai công đầu chính là xem ai có thực lực mạnh hơn ai mang đến đã kích lớn hơn cho lục tiêu nhiên còn những thứ khác đều là nói suông mà thôi. Trong nháy mắt, không gian vỡ vụn, từng vị thần đế buông xuống. Khí thế khổng lồ của đám người, khiến cả thiên địa, đều trở nên chấn động. Vũ trụ ngân hà, giống như đều bị luồng khí thế này làm cho chấn động. Hơn trăm vị thần đế, gần như toàn bộ cường giả hàng đầu của thần giới đều tụ tập đến nơi này. Nhưng vào lúc các thần đế tề tựu, một trận kim quang đánh úp đến, nét mặt của mọi người không khỏi chấn động ký tức này vậy mà là cao thủ phật môn chủ nhóm thật mạnh tay ngay cả phật môn cũng có thể tìm đến thật sự quá mạnh mẽ cảnh giới thần đế bay tới với tốc độ cực nhanh chắc chắn sẽ phá hủy vách ngăn không gian nhưng đám người phật môn lại không thể làm tổn thương đến vách ngăn không gian dù chỉ một chút không cần nghĩ cũng biết tu vi này mạnh mẽ ra sao loại thần đế tà môn như khô lâu thần đế không khỏi cười chế dẻo nói có cái gì đáng để khoác lác Phật môn vẫn luôn tự xưng là thiên địa chính đạo, không ngờ có một ngày, lại cũng lưu lạc đến nỗi hợp tác cùng chúng ta, thật sự là vô cùng buồn cười. Ha ha, đã sớm nói Phật môn đều là một đám người đạo đức giả. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi ích. Cho dù là Phật môn, nhìn thấy điều kiện phong phú như vậy, thì ai cũng không nhịn được. Trong tiếng thảo luận của đám người, phía trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống một luồng kim quang khác. Khí thế phát ra trong kim quang, cho dù là chư vị thần đế này cũng đều cảm nhận được áp lực mãnh liệt khiến người khác không thể hít thở thoải mái kim quan hạ xuống mọi người đều không nhịn được mà chấn động tâm thần sắc mặt trở nên nghiêm túc chủ nhóm đến rồi toàn thể đứng dậy nên đón chủ nhóm trong thần quan phù đồ rảo bước đi ra bảy vị tồn tại có tu vi cực cao thâm đi theo sau hắn tu vi của mỗi một vị đều không yếu hơn cảnh giới thần đế đại thừa đỉnh phong bảy vị thần đế này đều là cường giả mạnh nhất trong thần đế mọi người cung kính nể phục trong lòng chấn động không ngớt quả nhiên không hổ danh là chủ nhóm thuộc hạ bên cạnh người nào người nấy cũng không phải tầm thường tu vi mỗi người đều có thể đạt tới mức độ siêu phàm nhập thánh chẳng trách hắn có thể cung cấp ra nhiều tài nguyên hùng hậu như vậy chủ nhóm phù đồ mỉm cười xua tay nhìn thấy số lượng cao thủ nhiều thế ánh mắt hắn cũng không nhịn được lộ ra vui vẻ nói thẳng ra tám đời hắn cũng chưa từng đánh trận chiến sung túc như này được chỉ huy thuộc hạ là thần đế đã đạt tới gần trăm vị đây không phải chó mèo gì đây là gần trăm vị cường giả thần đế cường giả thần đế là tồn tại mạnh nhất cả thần giới người bình thường có thể tìm được một vị đã giỏi lắm rồi có thể chỉ huy một vị càng có thể khoe khoang cả một đời mà mình lập tức có thể chỉ huy gần trăm vị thần đế thì nở mày nở mặt đến mức nào chuyện này đủ để hắn khoe 10.000 năm rồi. Hôm nay, hắn chắc chắn phải khiến lục tiêu nhiên bị xử tử, để lục tiêu nhiên trở thành khẩu phần lương thực của sư tôn mình. Đến lúc đó, hắn sẽ lập được công tích muôn đời không dứt, sư tôn chắc chắn sẽ khen thưởng thật lớn cho mình. Hít một hơi thở sâu, hắn chắp tay nói với thượng Phật trước. Đa tạ hành vân đạo hữu ra tay chi viện ta, sau chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không bạc đãi hành vân đạo hữu. Thượng Phật thản nhiên mỉm cười. Thế thì đa tạ khương đạo hữu rồi. Nhưng trước kia không phải khương đạo hữu nên tên Khương Ly sao? Lời nói này hiển nhiên có ý hỏi tội, dù sao trước đó Khương Ly nói hắn tên Khương Ly, mà bây giờ lại nói bản thân tên Khương Phù Đồ, rõ ràng có sự che giấu với mình. Khương Ly mỉm cười. Hành Vân đạo hữu không nên tức giận, tên của ta quả thật là Khương Ly, có điều tên tự của ta là Phù Đồ mà thôi. Thượng Phật hừ nhẹ một tiếng. Không sao, Khương đạo hữu tên gì cũng được, chỉ cần cuối cùng đừng nuốt lời là được. Hành vân đạo hữu yên tâm, trong lòng ta đều rõ. Sau đó, Khương phụ đồ chấp tay lần nữa, nói với những người khác. Hôm nay, nhận được sự nâng đỡ của các vị, chấp nhận nhiệm vụ mà ta tuyên bố, đến đây tru diệt lục tiêu nhiên. Sau ngày hôm nay, ta nhất định sẽ có thưởng lớn, tất cả người tham dự đều sẽ không hối hận sự lựa chọn ngày hôm nay của các ngươi. Chủ nhóm nói quá lời rồi không trần thần đế không nhịn được mở miệng nói chủ nhóm nơi này thật sự là chỗ ở của lục tiêu nhiên sao khương phù đồ gật đầu đây là tất nhiên mời chư vị xem trong hẻm núi này chỉ riêng trận pháp đã vượt qua mười nghìn trận rồi hơn nữa mỗi một trận pháp đều mạnh tới mức khiến người hoảng sợ ta dám nói Bất cứ một vị nào ở đây đều không thể bố trí ra trận pháp như vậy, các ngươi tin không? Mọi người nghe nói, ánh mắt sâu xa, dưới đó quả thật như lời nói của Khương Phù Đồ. Nếu không phải Khương Phù Đồ, bọn họ thậm chí không cảm nhận được phía dưới hẻm núi có gì. Tuy nhiên, qua nhắc nhở của Khương Phù Đồ, bọn họ mới phát hiện, hình như phía dưới thoang thoảng có cảm giác của huyễn trận. Huyễn trận này, ngay cả những thần đế như bọn họ cũng không thể phát hiện ra, nhất định phải được người khác nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện được. Có thể nghĩ, rốt cuộc thực lực trận pháp của đối phương mạnh đến thế nào? lục tiêu nhiên này quả nhiên không phải tầm thường lúc này thượng phật hành vân lại không đi bận tâm lục tiêu nhiên người khác chưa từng thấy sự lợi hại của khí vận chi tử nhưng hắn đã chứng kiến khí vận chi tử vì thế hắn rất rõ điểm mạnh của lục tiêu nhiên căn bản sẽ không quá bận tâm nhưng điều khiến hắn tương đối để ý là giờ này phút này hắn lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc trong đám người tuy nhiên để hắn nói ra hắn lại không nói ra được Rốt cuộc là ai cho hắn loại cảm giác này? Vân Ly ca cảm ứng được hắn đang tìm kiếm gì trong đám người, dặn dò các vị sư đệ sư muội, nhớ kỹ đừng tiết lộ khí tức của mình, tránh bị người của Phật môn phát hiện, phá hoại đại kế một lát sau. Bản thân họ hoặc mang mặt nạ, hoặc mang khăn che mặt, cho nên dưới tình hình không tiết lộ khí tức của mình, đối phương rất khó tra tin tức của bọn họ một cách dễ dàng được. Khương chủ nhóm, bây giờ chúng ta nên làm gì? Vì chuyển dời sự chú ý của mọi người, Vân Ly ca mở miệng với Khương Phù Đồ trước, thu hút sự chú ý của mọi người. Khương Phù Đồ mỉm cười, sắc mặt thản nhiên nói: "Các vị lui ra sau, xem ta phá trận pháp này của hắn." Dứt lời, đôi tay hắn bấm niệm thần chú trong không khí. Một luồng sức mạnh vô cùng cuồng bạo, nhanh chóng tụ tập trên tay hắn. Luồng sức mạnh này chí cương chí cường, khiến các vị thần đế tại hiện trường đều cảm nhận được chút ít uy hiếp. Sắc mặt mọi người đều không nhịn được mà thay đổi. Phải biết rằng, mọi người là cường giả cấp bậc thần đế. Một chiêu tùy tiện của đối phương cũng có thể khiến mọi người cảm nhận được uy hiếp thì rốt cuộc tu vi của đối phương mạnh đến cỡ nào. Quả nhiên không hổ danh là cảnh giới tiên nhân. Sức mạnh này đã sớm vượt ra ngoài sự nhận biết của bọn họ rồi. Mạnh quá đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Kế tiếp Khương phụ đồ đã bắn lực lượng trong tay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, lực lượng đó bèn hóa thành một luồng thần quang, đập thẳng xuống mặt đất. ầm! Uhm. Theo một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, cả trời đất đều tràn ngập vầng sáng chói mắt, chiếu sáng cả đêm tối giống như mặt trời giữa trưa. Toàn bộ hẻm núi như bị một thanh kiếm sắt bén khoái động, lập tức làm cho vô số trận pháp tan tành vụn nát, nổ tung. ầm ầm ầm! Tiếng nổ không dứt bên tai, thật giống như đốt pháo. Ánh mắt của đám người Vân Ly ca lộ vẻ lạnh lùng, tên này quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn lại có thể lập tức phá vỡ toàn bộ trận pháp mà sư tôn bố trí trong hẻm núi, rõ ràng không phải là việc người bình thường có thể làm được. Nhưng chẳng sao cả, chống đối với sư tôn đã định trước hậu quả của bọn họ, chỉ có một con đường chết thôi. Khương phù đồ chỉ phía dưới, mỉm cười nói với mọi người. Mời các vị xem. Trình độ trận pháp của lục tiêu nhiên cực cao siêu, trước giờ hắn thích bố trí sẵn các loại trận pháp trong chiến đấu. Dựa vào những trận pháp này, hắn có thể dễ dàng giết địch vượt cấp được. Nhưng bây giờ, ta phá trận pháp của hắn, giống như làm gãy nanh vuốt hắn. Bây giờ hắn đã không đáng lo ngại, mọi người theo ta cùng xông lên, triển khai đại trận bách đế, lấy uy thế của trăm vị thần đế, cùng nhau trấn áp hắn. Như vậy, dù lục tiêu nhiên có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Rõ. Mọi người trả lời một tiếng, lập tức hóa thành từng luồng thần quang, tự đứng ở phương vị của mình. Vân Ly Ca cũng gia nhập vào trong đó, tu vi của hắn đã là thần đế cảnh. Còn đám người cơ vô hà tạm thời vẫn là thần tôn, vì thế không thể gia nhập vào phương vị của đại trận Bách Đế. Tuy nhiên, dù vậy cũng có một số thần đế là người của lục tiêu nhiên trong đám người. Đồng thời, 15 vị thần đế vật môn và 7 vị thần đế sau lưng Khương Phù Đồ cũng gia nhập vào trong đó. Nếu không thì không thể gom đủ 100 vị thần đế, thi triển đại trận Bách đế. Đợi sau khi mọi người dồn dập tìm được vị trí của mình, Khương Phù Đồ lại thét lớn một tiếng. Tinh hà xung quanh lập tức bắt đầu vận chuyển theo tiếng thét này của hắn, lấy đỉnh đầu hắn làm trung tâm, điên cuồng bắt đầu xoay chuyển. Khi tinh hà lưu chuyển, thế tinh hà ngưng tụ trên người 100 vị thần đế, hóa thành một luồng năng lượng khiến người hoảng sợ lại cuồng bạo trong chớp mắt. Khoảnh khắc này, trên trăm vị thần đế cảm giác như có một sợi dây đang móc nối họ với nhau ngưng tụ sức mạnh của một trăm người bọn họ thành một như vậy khí thế mỗi người sẽ tăng lên sức mạnh của mỗi người đều được phóng tới cực hạn thậm chí vượt qua cực hạn của mình không chỉ vậy vì khí thế của mọi người được móc nối như hình thành một tấm lưới lớn trong phương vị nhất định khóa lại cả không gian nếu lục tiêu nhiên muốn rút lui từ một phương vị nào đó trong đó các thần đế khác sẽ cảm ứng được ngay đồng thời bắt đầu tiếp viện Thế này, dù tốc độ chiến đấu giữa thần đế vô cùng nhanh, lục tiêu nhiên cũng không thể thoát khỏi cái lưới bao vây này trong khoảnh khắc. Có thể nói, cả đại trận bách đế này không phải chỉ đơn giản là gom đủ 100 vị thần đế như vậy thôi. Nó gần như liên kết 100 vị thần đế này lại với nhau, thi triển sức mạnh hơn hẳn 100 vị thần đế hơn mỗi người tự chiến đấu gấp mấy lần, thậm chí là gấp mười mấy lần. Kèm theo lực lượng tăng cường và sức mạnh ép xuống của mọi người, cả không gian bắt đầu phát ra từng tiếng nổ lột bột. Đó là tiếng vách ngăn không gian không thể chịu nổi sức mạnh của mọi người mà vỡ nát. Sức mạnh của mọi người được hiện ra rõ ràng trong khoảnh khắc này. Vốn dĩ, dù họ là thần đế, cũng phải thi triển công pháp mới có thể tạo thành ảnh hưởng với vách ngăn không gian, mà bây giờ, đến cả lực lượng cũng chưa thi triển ra thì mọi người đã khiến vách ngăn không gian không thể chịu nổi. Khi trăm vị thần đế hạ xuống tới mức độ nhất định, mặt đất bỗng nhiên lại sáng lên là trận pháp. Phía dưới này có trận pháp. Sắc mặt mọi người thay đổi, vì mọi người có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng chứa đựng trong trận pháp đó, hoàn toàn không thua kém năng lượng mà chủ nhóm phù đồ thi triển khi nãy. Đó là lực lượng thuộc về cấp bậc tiên thuật. Trận pháp này là trận pháp thuộc về cấp bậc tiên thuật. Nếu đánh lên người bọn họ, mặc dù không khiến bọn họ chết cũng sẽ khiến bọn họ bị trọng thương. Khương Phù Đồ không ngờ, Lục Tiêu Nhiên lại chừa lại chiêu này. Cả người hắn cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần. Dù hắn tuyên bố với bên ngoài rằng Lục Tiêu Nhiên là khí vận chi tử, nhưng hắn rõ hơn ai hết, Lục Tiêu Nhiên không phải khí vận chi tử gì, hắn mới là khí vận chi tử đó. Lục Tiêu Nhiên là thiên mệnh chi tử. Hắn là sự tồn tại còn nghịch thiên hơn mình, có chút chuẩn bị phía sau chẳng phải bình thường sao? Nếu hắn không có chuẩn bị phía sau, ai cũng có thể chém giết thì sư tôn mình đã không cần sắp xếp nhiều thứ như vậy để đối phó hắn. Mọi người đừng hoang mang, đại trận bách đế không chỉ tăng thực lực của các ngươi, quan trọng hơn là nó cũng nâng cao lực phòng ngự các ngươi. Các ngươi có cả 100 vị thần đế, đối kháng trận pháp cấp bậc tiên thuật, đừng hoang mang, đừng rối, đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe thấy câu nói này, trong lòng mọi người ít nhiều cũng đã thả lỏng. Nếu chủ nhóm đã có lòng tin này, bọn họ đương nhiên sẽ không nghi ngờ đây không phải là không thể không có lòng đề phòng người chỉ là nhiều thần đế như vậy lại đều là thuộc hạ của chủ nhóm chỉ cần chủ nhóm không ngốc thì không thể hại bọn họ cho nên một đám thần đế nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng chủ nhóm sự thật cũng quả là như vậy khi tấn công thông thiên triệt địa đó bắn lên từ trên mặt đất cả vách ngăn không gian đều bị vô tình đánh vỡ vụn quy năng của trận pháp ấy rung chuyển trời đất đất trung núi chuyển gần như không gì cản được Thế nhưng, khi nó đụng lên đại trận bách đế hợp thành bởi trên trăm vị thần đế, lại chỉ khiến trận pháp kịch liệt trung một cái, sau đó bèn từ từ hồi phục lại ổn định, bị ngăn ở dưới chân chư vị thần đế, mà không thể tiến thêm một bước nữa. Các vị thần đế nhìn thấy cảnh này, cũng hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng mọi người hơi cong lên. Quả nhiên không hổ là trận pháp của cường giả tiên nhân, trình độ không giống bình thường, có thể dễ dàng chống lại kế hoạch dày công của lục tiêu nhiên, quả thật là thần lai chi bút khắp thiên hạ e rằng không còn ai hơn nữa. Thế nhưng, ngay lúc mọi người đang đắc ý, dây tiếp theo đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kèm theo một tiếng vang không biết từ đâu, liên kết của cả đại trận bách đế bỗng xuất hiện vài vết nứt. Trong chớp mắt này, cột sáng xung kích năng lượng mãnh liệt xông thẳng vào trong mấy vết nứt với thế lôi đình. Theo sự xung kích của năng lượng, vết nứt càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Sắc mặt mọi người thay đổi. Chuyện gì thế này? Đại trận Bách Đế phá rồi. Vừa rồi chẳng phải còn rất tốt sao? Sao trong chớp mắt đã phá rồi? Chủ nhóm cứu mạng. Mọi người chỉ đành cầu cứu chủ nhóm. Giờ này phút này, không ai dám rút, vì một khi rút lui chút ít thôi, cả đại trận sẽ sụp đổ toàn bộ. Một khi toàn bộ đại trận sụp đổ, tất cả mọi người đều bị trùng sáng tấn công. Đây là tấn công do tiên trận tạo ra, không ai cũng dám cược, một khi cược thua chết cũng không biết chết thế nào. Trên bầu trời, Khương Phụ Đồ cũng hoàn toàn ngơ ngác. Đó chỉ là một trận pháp cấp bậc tiên thuật, hơn nữa xem uy thế của trận pháp đó, cho dù là hắn cũng có thể phòng ngự nó dễ như trở bàn tay. Đại trận Bách Đế là trận pháp do sư tôn truyền thụ lại, sao đối phương cũng không gánh nổi chứ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Hắn kinh ngạc tột cùng, căn bản không phát hiện, trong đám người phía dưới, có mấy bóng người hơi cong môi mấy bóng hình này ngoài vân ly ca ra còn có không ít người khác. Sau khi kinh ngạc, khương phù đồ cũng không dám sơ xuất, lập tức thi triển tiên pháp đè xuống ngay trên trận pháp, thêm lực lượng của mình cho mọi người để chống cự đợt tấn công này. ầm! Uhm. Ngay khi tiên pháp của hắn hạ xuống trên mọi người, cả đại trận bách đế sống sờ sờ bị nuốt mất, toàn bộ trận pháp nổ tung, khiến bầu trời xuất hiện trọng thương kịch liệt. Tất cả thần tôn đều nhìn sang hướng đó ánh mắt lộ ra sự kiên kỵ thật sâu đây chính là chiến đấu giữa thần đế sao một chữ đế này như một rãnh trời vô cùng sâu ngăn giữa bọn họ với đối phương sau khi toàn bộ vụ nổ duy trì ba mươi mấy giây nó mới bắt đầu dừng lại và từ từ biến mất thế nhưng khi vần sáng nổ tung hoàn toàn biến mất gần như không còn khi mọi người nhìn qua bỗng phát hiện trăm vị thần đế đó lại có bảy vị vẫn lạc rồi không sai chính là vẫn lạc rồi các thần đế khác vẹn toàn không tổn hại, còn bảy vị thần đế này lại im hơi lặng tiếng vẫn lạc rồi. Bọn họ không chống cự được sự tấn công bởi tiên trận của Lục Tiêu Nhiên. Đây là chuyện thế nào? Mọi người đều không nhịn được ngơ ngác. Bảy vị thần đế đấy. Đó không phải chó mèo gì, hơn nữa cho dù Lục Tiêu Nhiên rất lợi hại, nhưng mọi người vừa rồi còn kèm thêm sức mạnh chủ nhóm phù đồ mà. Chủ nhóm phù đồ là thượng tiên đó là tồn tại ngự trị trên thần đế. Vì thế giờ này phút này, mọi người nhìn thần đế vẫn lạc đã bị trùng năng lượng đốt thành mảnh xương vụn, chìm vào suy nghĩ thật sâu. Khương đạo hữu, xem ra lục tiêu nhiên này, quả là không tầm thường. Sắc mặt Khương phù đồ lạnh lùng mà lại khó coi. Vừa rồi rõ ràng hắn làm sẵn phòng hộ cho mỗi một vị thần đế rồi, không có lý nào mấy vị thần đế khác đều có thể sống sót, nhưng hết lần này đến mấy người bọn họ không sống nổi. Giữa lúc đang không hiểu, thì một khắc sau, trên bầu trời bỗng truyền ra một tiếng nổ kịch liệt. Mọi người giật mình kêu lên. Chuyện gì thế này? Có người qua đây rồi. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại. Trên bầu trời, một đạo thần lôi đột nhiên đánh xuống, lập tức đánh vào trên người một vị thần đế trong đó. Theo một tiếng nổ kịch liệt, vị thần đế này sống sờ sờ bị nổ thành bã vụn, đến cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Địch đánh lén có địch đánh lén sắc mặt mọi người thay đổi lập tức cảm thấy hoảng loạn ngay lúc này một đạo thần lôi lại hạ xuống sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư mỗi một đạo thần lôi rơi xuống đều khiến một vị thần đế vẫn lạc tất cả thần đế tại hiện trường đều hoàn toàn bị dọa sợ cho dù bọn họ mạnh như thần đế cũng không dám tùy tiện đối mặt tử vong huống chi tử tiêu lôi thần này lướt qua liền chết chạm phải thì vong thần tiên cũng không chịu nổi chết tiệt sắc mặt khương phù đồ lạnh lùng lập tức cầu cứu hành vân thượng phật còn xin hành vân đạo hữu ra tay giúp ta một tay hành vân gật đầu không dám dứt lời hắn chắp tay trước ngực sau lưng hiện ra một hư ảnh kim phật khổng lồ hư ảnh kim phật này vừa ra vầng sáng vạn trượng phóng ra xung quanh tử tiêu lôi thần vốn chí cương chí dương rơi xuống kim phật khổng lồ này đột nhiên mất đi uy lực. Bởi vì Phật quan cũng là trí cương trí dương, hai loại tồn tại có thuộc tính gần như nhau, căn bản không thể tạo thành thương tổn lẫn nhau. Có sự chống đỡ của hành vân, cuối cùng các vị thần đế cũng xem như thở phào. Khương phụ đồ lập tức bắt đầu thi triển tiên khí la bàn, tìm kiếm vị trí của lục tiêu nhiên. Tiên khí la bàn vừa ra, hơn nữa là xuất chiến khoảng cách gần, tất nhiên có thể tìm kiếm được lục tiêu nhiên dễ như trở bàn tay. Gần như trong chớp mắt. Trên la bàn đã hiện ra một điểm sáng nhỏ màu vàng. Tranh con, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi. Nhưng Khương Phụ Đồ còn chưa kịp vui mừng, dây tiếp theo trên la bàn lại bắt đầu xuất hiện mấy điểm sáng màu vàng, mỗi một điểm sáng đều hết sức rõ rệt, mà khoảng cách đều rất gần. Điều này khiến cả người Khương Phụ Đồ ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ la bàn của mình hư mất rồi? Có nhầm lẫn không vậy? Đây là tiên khí do sư tôn truyền thụ mà, ngay khi hắn mê mang, một luồng sáng kim sắc rất có uy thế ở phía xa đột nhiên bắn đến. Quỳnh Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, thì một luồng kim quang đó đánh vào trong các thần đế. Trong khoảnh khắc nổ tung, uy năng mênh mông. Một đợt nổ tung trực tiếp dẫn đi toàn bộ mười mấy vị thần đế, bá đạo, không chút nể tình, hoàn toàn diệt sát bọn họ thành bã. Không đợi mọi người phản ứng, luồng kim quang thứ hai lại đánh đến. Lần này, trái lại, Mọi người có đôi chút cảnh giác. Trong nháy mắt chú ý đến kim quang, họ rút lui đi hết. Nhưng rút lui thì rút lui, tu vi của các vị thần đế không giống nhau, thực lực không giống nhau, tốc độ rút lui cũng có nhanh có chậm. Nhanh thì đương nhiên có thể thoát khỏi ngay, còn chậm thì không được rồi. Trong đó có 5 vị thần đế tu vi hơi yếu, lại bị luồng sáng kim sắc cuốn vào trong, hóa thành vụn bã. Các thần đế còn lại đã hoàn toàn bị dọa tới phát sợ rồi. Đây đã không phải một chiêu một tiểu bằng hữu nữa, mà hoàn toàn chính là một chiêu mười tiểu bằng hữu. Cho dù mọi người đều là thần đế, nhưng không ai cũng gánh đổi thương tổn như vậy. Cùng lúc này, phía xa lại lóe lên mấy luồng sáng kim sắc. Trốn! Các thần đế đã hoàn toàn rơi vào hoảng sợ, lập tức hóa thành chim muôn, chạy trốn khắp nơi. Giờ phút này, toàn bộ vẻ cùng ngạo đều biến mất sạch sẽ. Một luồng tiếp một luồng lưu quan chạy đến chân trời, khương phù đồ tức giận liên tục gào thét dừng lại dừng lại hết cho ta ai dám chạy ta liền giết kẻ đó nhưng ngoài mấy vị thần đế bên cạnh hắn những người khác căn bản không có một ai muốn nghe lời hắn ngoài dự đoán hắn là mấy vị thần đế như vân ly ca thiên đao cát và thái nhất kiếm đạo lại vẫn ở lại bên cạnh bọn họ mà mười vị thần đế còn sót lại của phật môn thì bay tới bên cạnh thượng phật hành vân khương phù đồ không nhịn được gật đầu không ngờ các ngươi vẫn là người chân thực. Đợi sau khi chém giết lục tiêu nhiên, bổn tọa bảo đảm toàn bộ các ngươi sẽ trở thành tiên nhân. Ngay lúc này, từng luồng sáng bay ra phía xa, đã bị đánh lùi về đây trong khoảnh khắc, trong đó thậm chí có người bị diệt sát ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Đây là một cuộc đồ sát, một trận đồ sát mạnh yếu hoàn toàn không ngang hàng. Khương Phù Đồ nở nụ cười lạnh lùng nói. Nhìn thấy chưa? đây chính là kết cục phản bội ta ai phản bội ta thì ai sẽ rơi vào kết cục này ha 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 lời nói vừa dứt một vị thần đế cục tay toàn thân máu me đến bên cạnh hắn hoảng sợ đầy mặt nói chủ nhóm mau mau đầu hàng đi bên ngoài toàn bộ đều là lục tiêu nhiên thả rắm ở đâu có nhiều lục tiêu nhiên như thế ngươi tưởng ta là heo sao dứt lời Khương phù đồ dùng một chưởng đánh chết tươi đối phương. Thế nhưng hắn vừa làm ra hành động này, một giọng cười lạnh lùng mỉa mai đột nhiên vang lên bên tai. Nói không sai, ngươi quả thật là heo. Tiếng cười lạnh lùng vừa phát ra, đám người vân ly ca đột nhiên nổi dậy tấn công thẳng mấy vị thần đế theo Khương phù đồ đến đây. ầm ầm ầm. Trong chốc lát, trên bầu trời lại bộc phát ra vài quả cầu sáng, chiếu sáng trời đất như ban ngày. Khương phù đồ tức giận tới mắt sắp nứt ra, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Không. Tức giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp nhấc tay đánh một quyền, đánh vỡ vách ngăn không gian, ép thẳng tới đám người Vân Ly Ca. Các ngươi lui ra. Vân Ly Ca quát một tiếng, để đám người các chủ thiên đao các lui ra. Bọn họ chỉ là thần đế bình thường, căn bản không thể tác chiến vượt cấp, không chống cự nổi đối phương. Còn hắn, giờ phút này bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, Lực lượng hỗn hợp màu đen và màu máu lại hình thành ngọn lửa màu đỏ thẫm bao trùm toàn thân hắn. Khí thần thương không người triệu hoán đã tự động xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy khí tức màu đỏ thẫm đó vừa ra, sắc mặt Thượng Phật và 10 vị thần đế còn lại của Phật môn đột nhiên thay đổi. Khí tức này lại là hắn. Chẳng trách vừa rồi chúng ta cảm thấy hơi quen thuộc, không ngờ lại là tiểu tử kia, hắn cũng là người của khí vận chi tử. Chết tiệt! trước đó hắn không phải thần hoàn cảnh sao hình như lúc ở phật môn chúng ta là tăng lên tới thần tôn cảnh sao bây giờ cũng thành thần đế rồi hắn được người ta thể hồ quán đỉnh rồi hay sao sao lại đáng sợ như vậy sắc mặt thượng phật khó coi nhất bởi vì hắn cảm thấy mình lên nhầm một chiếc thuyền giặc tu vi của vân ly ca thăng cấp nhanh chóng như vậy thì thủ đoạn của lục tiêu nhiên có thể còn mạnh hơn cả mình nếu thật sự là vậy có lẽ hắn và khương phù đồ liên thủ cũng không phải đối thủ của lục tiêu nhiên từ khi hai bên bắt đầu giao chiến cho tới nay đến cả mặt lục tiêu nhiên hắn cũng không nhìn thấy nhưng lục tiêu nhiên đã đánh tan đại trận bách đế phá hoại sự chỉ huy của khương phù đồ rồi đó là một trăm vị thần đế không phải một trăm con mèo con chó lục tiêu nhiên còn chưa lộ mặt ra thì đã giải quyết xong rồi nếu hắn ra đây không biết sẽ mạnh thế nào nữa lúc này đòn tấn công của khương phù đồ đã đến trước mặt vân ly ca vân ly ca không lãng phí thời gian lập tức cầm thí thần thương trong tay để ngang đón đỡ ầm uhm. tiếng nổ vang trời thay nhau nổi lên vách ngăn không gian căn bản không chịu nổi đòn tấn công của khương phù đồ trực tiếp nổ tung ra tại chỗ mà bóng dáng vân ly ca cũng bị đánh lùi lại một bước hai bước một bước hai bước ma sát ra tia lửa nhưng ngay khi hắn lùi lại tới bước thứ tám ngọn lửa đỏ thẫm đó như phẫn nộ rồi xoay tròn bột phát trên đỉnh đầu hắn cũng toát ra bốn đóa hắc liên xoay tròn nhanh như gió chúng trực tiếp giúp hắn chống lại sự tấn công của khương phù đồ tất cả mọi người đối mặt cảnh này đều không nén nổi mà co rụt đồng tử lông tơ toàn thân dựng lên vân ly ca chỉ là một thần đế nhất trọng không phải hắn không mạnh hắn rất mạnh nhưng đó là khi so với người của cả thần giới hắn rất mạnh nhưng đối với người của tiên giới thì hắn chẳng là gì cả còn chủ nhóm phù đồ là một vị cường giả tiên nhân mà đối mặt một vị cường giả tiên nhân thật sự hắn lại không hề sợ hãi hơn nữa hắn còn tiếp được một chiêu của đối phương thủ đoạn và trình độ này đủ khiến tất cả mọi người tại hiện trường kính nể đồ đệ của lục tiêu nhiên đã mạnh như vậy rồi nếu đổi thành lục tiêu nhiên thì phải mạnh đến cỡ nào khương phù đồ siết chặt nắm đấm hàm răng nghiến chặt vang lên ken két các Ly Vân. Tên súc sinh này. Cũng công bổn tọa còn coi ngươi là đệ tử thật lòng muốn làm đệ tử dưới trướng bổn tọa, kết quả ngươi lại nham hiểm độc ác như vậy, nhân cơ hội đột kích ta. Rốt cuộc tại sao ngươi phải làm như thế? Bởi vì chỉ số thông minh của ngươi thấp. Vân Ly Ca cứ thản nhiên nhả ra một câu nói như thế, cũng lười giải thích quá nhiều. Hắn là đồ đệ của sư Tôn, tự nhiên phải giúp sư Tôn đánh khương phù đồ rồi chẳng lẽ bởi vì một chút ơn huệ nhỏ của khương phù đồ liền quay đầu đánh sư tôn sao hơn nữa tới bây giờ khương phù đồ vẫn không biết tên thật của mình bị mình chơi tới xoay vòng vòng không phải ngu là gì câu nói này hoàn toàn làm cháy ngọn lửa giận trong lòng khương phù đồ khiến hắn hoàn toàn không thể khống chế nội tâm của mình các ly vân tên súc sinh này hôm nay ta nhất định phải giết ngươi khương phù đồ gào thét một tiếng kế tiếp một luồng kim quang phía xa đột nhiên đánh lên người hắn. ầm, Lại là một tiếng nổ vang trời. Lần này, đổi lại Khương Phù Đồ bị đánh văng ra ngoài. Hơn nữa hắn còn văng xa hơn khoảng cách vừa rồi Vân Ly Ca lùi ra ngoài gấp mấy lần. Mà hắn có tu vi tiên nhân, có thể nghĩ, thực lực của đòn này mạnh hơn thực lực đòn vừa rồi của hắn rất nhiều. Vân Ly Ca ở bên cạnh mỉa mai nói, đồ ngu, ngay cả đòn tấn công bởi một phân thân của sư tôn ta ngươi cũng không đỡ được, còn muốn giết sư tôn ta. Ngươi nói ngươi không phải chỉ số thông minh thấp là gì. Còn nữa, ta không phải các ly vân, ta tên là Vân Ly Ca. Ở chung lâu như vậy rồi, đến cả tên thật của ta ngươi cũng không biết, nói ngươi là đồ ngu cũng lợi cho ngươi rồi. Trong đầu ngươi chắc là chứa một bãi phân. Vân Ly Ca, khốn khiếp. Khương phụ đồ đường đường một tiên nhân, cũng bị Vân Ly ca chọc tức tới mở miệng chửi người, cảm xúc phẫn nộ lộ rõ trên mặt, có thể biết hắn tức giận đến mức. Nhưng đón tiếp hắn là lại một luồng sáng kim sắc. Ầm. Uhm. Khương Phù Đồ lại bị đánh lùi lại, sau đó lại là một luồng sáng kim sắc. Lực sát thương của luồng sáng kim sắc này không đủ chí mạng, nhưng lần nào cũng khiến hắn chịu phải thương tổn không nhỏ. Dao động tiên lực trên dưới toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy giống như bị người ta đánh cho một cái tác rồi lại một cái tác vào mặt vậy. Khương phù đồ liên tục gào thét. Lục tiêu nhiên, ngươi có gan thì cút ra đây cho ta, trốn ở trong góc đánh lén, thì là nam nhân chứ. Vân Ly ca giơ ngón tay giữa. Ngươi kêu sư tôn ta ra đây thì sư tôn ta phải ra đây hả? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Xấu xí như vậy rồi, người lại ngu như thế. Phục phục. Khương phụ đồ bị Vân Ly ca chọc tức, tức tới mức trực tiếp học ra một nguồn máu tươi vừa muốn mở miệng thì dây tiếp theo một giọng nói trêu chọc truyền đến từ trên bầu trời sao ly ca cũng không thể nói vậy Khương đạo hữu người ta cung cấp nhiều tài nguyên như thế cho các ngươi ta là sư tôn các ngươi vẫn nên phải ra đây cảm tạ người ta chứ dứt lời một bóng dáng ngọc thụ lâm phong tay cầm xạ nhật thần cung rảo bước đi đến từ trong bầu trời sao mọi người hơi hít mắt lại Bầu không khí trên cả chiến trường bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Hắn đi ra từ phía luồng sáng kim sắc bắn ra vừa rồi, hơn nữa hắn còn cầm một thanh trường cung trong tay, phối thêm khí chất siêu nhiên, vượt trên mọi người kia, cho dù bọn họ dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết đây chính là Lục Tiêu Nhiên rồi. Chỉ có Lục Tiêu Nhiên mới có phần cảm giác độc nhất vô nhị, ngự trị trên mọi người như vậy. Nếu không thì không phải mọi người tập kết săn bắt hắn mà là hắn và mọi người cùng nhau tập kết, săn bắt người khác rồi. Vương giả, dù đặt ở trong đám người, mặc y phục của dân nghèo, cũng sẽ bị người khác vừa nhìn thì biết. Lục tiêu nhiên, cuối cùng ngươi cũng ra đây rồi. Khương phụ đồ tức tới nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung tợn, hận không được ăn sống nuốt tươi lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ thản nhiên mỉm cười. Không sai, nhưng không chỉ một mình ta đến trong khi nói chuyện, một phía khác, một bóng người bỗng từ từ bước ra. Bóng người này giống lục tiêu nhiên như đúc, ăn mặc giống nhau, khí chất rác việt như nhau. Nhưng binh khí trong tay khác nhau. Binh khí trong tay hắn là côn luân kiếm, còn vị lục tiêu nhiên vừa rồi lại xạ nhật thần cung trong tay. Có hai lục tiêu nhiên. Người ở hiện trường không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Một lục tiêu nhiên đã mạnh mẽ đủ để chấn động cường giả cảnh giới tiên nhân, hai lục tiêu nhiên thì còn đến mức nào nữa? Không đợi mọi người kinh ngạc. Một khắc sau, một khí tức giống nhau, bóng hình giống nhau, lại bước ra từ một góc độ khác. Lần này, hắn cầm tạo hóa chung trong tay. Sau đó là người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Một bóng người tiếp một bóng người của lục tiêu nhiên đi ra đây, ngoại trừ binh khí, đao, kiếm, phủ, chung, tháp khác nhau, những điểm khác lại không có bất cứ sự khác biệt nào. Dù là khí chất, dáng vẻ, thậm chí là khí thế cũng đều giống nhau. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt rồi. Nhiều lục tiêu nhiên như vậy, còn đánh thế nào được? Ánh mắt lục tiêu nhiên nhìn chầm chầm Khương Phù Đồ, mỉm cười, không nói nhảm nhiều, chỉ búng tay một cái. Đánh hắn. Chỉ hai chữ đơn giản như vậy, không nói nhảm nhiều, kế tiếp, mười mấy phân thân bèn cùng nhau xông lên, lao thẳng tới Khương Phù Đồ. Đây là thói quen từ trước đến giờ của lục tiêu nhiên, không thích nói nhảm quá nhiều ít nhất cũng phải đánh chết đối phương trước rồi mới nói chuyện mười mấy vần sáng tuy tu vi của mỗi một phân thân chỉ có thần đế lục trọng nhưng sức chiến đấu thật sự đủ để sánh ngang cường giả cảnh giới tiên nhân mười mấy người này vừa ra đủ giết chết khương phù đồ trong nháy mắt dù khương phù đồ ở cảnh giới tiên nhân hắn cũng không chịu được vì lục tiêu nhiên có thể giết địch vượt cấp một lục tiêu nhiên thì đã có thể giết địch vượt cấp huống chi là mười mấy lục tiêu nhiên. Trong khoảnh khắc này, tinh hà trên bầu trời dường như đều im lặng. Trong chớp mắt, hơi thở của tất cả mọi người ngưng kết lại. Chẳng lẽ, trận chiến này phải kết thúc rồi sao? Nhưng nó vừa mới bắt đầu thôi mà. Thế nhưng, ngay khi mọi người cho rằng Khương Phụ Đồ Lâm vào cảnh nguy hiểm, tuyệt đối không còn khả năng sống sót, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ. Khi mười mấy phân thân lục tiêu nhiên giáng lâm bên cạnh Khương Phụ Đồ, Khương Phù Đồ đột nhiên nở nụ cười u ám. Ngay sau đó, một luồng khí thế và năng lượng cực nặng khí sát phạt chi khí bộc phát từ trong cơ thể hắn, hóa thành bốn thanh tiên kiếm lóe lên ánh sáng màu sắc khác nhau, khóa mười mấy phân thân lục tiêu nhiên ở trong tứ đại tiên kiếm này thật chặt. Chỉ trong nháy mắt, cả không gian đều bị cắt nứt, không gian lục tiêu nhiên và đối phương đang ở bị phong ấn hoàn toàn, bị xé nứt, chìm đắm trong không gian nhị độ. Mọi người đều tiếp xúc không được. Khí thế của chiêu này khủng khiếp quá. Thượng Phật, đây là chuyện gì vậy? Đạo môn lại có trận pháp mạnh như vậy. Hành vân Thượng Phật, ánh mắt không ngừng lóe lên, thản nhiên mở miệng nói. Đây là kiếm trận tru tiên trong đạo môn tiệt giáo. Kiếm trận này không tầm thường, là thủ đoạn có thể lấy một địch bốn của giáo chủ thông thiên. Kiếm trận tru tiên trước mắt này, tuy không đủ sánh ngang với kiếm trận tru tiên của thông thiên giáo chủ, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường, không phải lục tiêu nhiên có thể dễ dàng chống cự. Nếu ta đoán không sai, thì toàn bộ biểu hiện vừa rồi của Khương Phù Đồ đều là giả vờ, chỉ vì thu hút lục tiêu nhiên xuất hiện, khiến lục tiêu nhiên tiếp cận thân thể của mình, sau đó khởi động kiếm trận tru tiên. Xuyệt! E rằng lần này lục tiêu nhân chết chắc rồi. Trên chiến trường, Khương Phù Đồ quả thật lộ ra vẻ mặt điên cuồng lại đắc ý. Lục tiêu nhiên, không ngờ tới chứ gì. Vừa rồi đều là ta giả vờ đấy, chỉ vì mê hoặc ngươi, thu hút ngươi đi vào kiếm trận Chu Tiên. Hiện nay ngươi đã bước vào kiếm trận Chu Tiên, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Chịu chết đi. Theo tiếng gào thét của Khương Phù Đồ, tứ kiếm Chu Tiên lập tức phóng ra một luồng khí sát phạt khiến người ta hoảng sợ tới tột cùng. Khương Phù Đồ vừa điều khiển Chu Tiên kiếm trận, vừa hô to với các thần đế khác. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Giết chết Vân Ly ca kia cho ta, còn có những kẻ phản bội khác giết sạch bọn chúng chuyện cũ của các ngươi ta sẽ bỏ qua sự tình qua đi không thể nào thiếu chỗ tốt cho các ngươi được mọi người nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên đúng vậy bọn hắn đánh không lại lục tiêu nhiên nhưng bọn hắn có thể đánh thắng được thuộc hạ của lục tiêu nhiên mà trong nháy mắt khí thế của mọi người ngay lập tức bắt đầu tập trung về phía mọi người vân ly ca hơi nheo mắt lại hắn thật sự không sợ cái gọi là thần đế nhưng mà e rằng các sư đệ sư muội sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy là vừa bắt đầu đã diệt không ít thần đế, nhưng hiện tại trong này vẫn còn đến mấy chục vị thần đế. Đây là còn chưa cộng thêm trên trời, bên cạnh thượng Phật còn có 10 vị thần đế Phật môn. Ngay lúc mọi người ở đây đang tim đập loạn xạ, một đạo trong đó của Lục Tiêu Nhiên phi thân, trong nháy mắt phóng ra hàng chục luồng thần quang vào trong tay cơ vô hà và mọi người những thứ này đều là pháp bảo phiên bản tiên khí cường hóa mà ta cho các ngươi đủ để các ngươi vượt cấp giết địch cố chống đỡ trước đợi ta diệt xong tên này rồi nói tiếp sau khi thu bọn hắn vào thế giới nhỏ của mình ấn lên lạc ấn bọn họ gần như đã không thuộc về thế giới này cho nên hiện tại bọn hắn đang vận chuyển tiên khí cũng sẽ không bị thiên đạo phát hiện lục tiêu nhiên đương nhiên không sợ mọi người cảm động trong lòng sư tôn Ngươi đều đem tiên khí cho bọn ta dùng, bản thân ngươi lấy cái gì dùng?" Đám phân thân của Lục Tiêu Nhiên vung tay. "Không thành vấn đề, ta tùy tiện dùng cái gì cũng được." Mọi người trong nháy mắt rơi vào trạng thái im lặng. "Thiên đạo các chủ, không nhịn được nói nhỏ bên tai Tống Tích Niên. Tích Niên, có phải là các ngươi quá cảm động không? Sao mà bỗng nhiên lại không nói gì?" Tống Tích Niên thản nhiên nói. "Ngươi không biết kịch bản của sư tôn ta?" nếu hắn không nói tùy tiện dùng chút gì vậy thì còn được nhưng nếu hắn nói ra câu này vậy thì không cần phải cảm động nữa bởi vì nhất định hắn vẫn còn pháp bảo mạnh hơn thiên đạo các chủ khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ của nàng không nhịn được mà hơi giật giật có sư phụ xấu bụng như vậy sao có điều nói đi cũng phải nói lại lục tiêu nhiên này quả thật quá mạnh đưa tiên khí cho các đệ tử thế mà trên tay còn có pháp bảo lợi hại hơn không biết đó là pháp bảo cấp bậc gì lẽ nào hắn thật sự giống như tống tích niên nói là thánh nhân khương phù đồ cười lạnh ngớ ngẩn bọn hắn không phải hai người chúng ta không có đại khí vận phù hộ một khi sử dụng tiên khí cũng không cần thần đế ra tay quy tắc thiên đạo sẽ trực tiếp nghiền nát bọn họ lục tiêu nhiên liếc hắn một cái ít ngồi đáy giếng khương phù đồ còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này cơ vô hà và những người khác đã cùng thần đế chiến đấu với nhau. Mà điều khiến hắn không ngờ tới chính là, cơ vô hà và những người khác triển khai tiên khí, vậy mà thật sự đến sợi tóc cũng không bị tổn hại, không có đưa tất bất kỳ trừng phạt nào của quy tắc thiên đạo. Trong phút chốc, toàn thân Khương Phù Đồ đều choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào bởi vì lục tiêu nhiên là thiên mệnh chi tử nên các đồ đệ của hắn, người nào cũng có khí vận không thua kém gì hai người họ đạt đến trình độ có thể thi triển tiên khí luôn. Lục tiêu nhiên này, không khỏi cũng quá biến thái rồi đi. Chỉ là rất nhanh, hắn lại nắm chặt nắm đấm, gương mặt sắc lạnh nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Ngươi đừng quá đắc ý, nhất thời ta không giết được đám đồ đệ của ngươi, cũng không sao cả. Đợi sau khi ta giết chết ngươi rồi, tự nhiên sẽ giết được hết bọn hắn. ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét lớn đó là chu tiên kiếm trận đã làm chấn động cả bầu trời chu tiên kiếm trận vừa xuất hiện phong vân biến sắc những ngôi sao trên trời cũng bắt đầu lấp lóe không ngừng uy lực đó mạnh mẽ đến nỗi thậm chí làm các vị đệ tử của lục tiêu nhiên không nhịn được tiếng lên chống cự vì sư tôn nhưng đáng tiếc là uy lực của chu tiên kiếm trận này thật sự quá mạnh tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy hầu như có thể gọi là ý tùy tâm động Khương phụ đồ nảy sinh một tâm niệm một giây sau toàn bộ trận pháp bắt đầu vận hành theo ý hắn. Sát phạt chi khí huyết sắc ùn ùn kéo đến, hình thành một trận cuồng phong, nuốt sống lấy Lục Tiêu Nhiên, như muốn xé nát, nghiền ép hắn ra. Ngân Hà từ bốn phía chớp động càng dữ dội, tốc độ không ngừng nhanh lên. Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã tạo thành đã kích vượt quá lần trước trăm vạn lần với Lục Tiêu Nhiên. Mỗi lần đánh đều là điểm chí mạng dành cho Lục Tiêu Nhiên. Rầm rầm rầm. Trong kiếm trận sấm chớp dữ dội, các nguyên tố năng lượng đều hóa thành địa, thủy, phong, hỏa, bắt đầu biến đổi lần nữa, tất cả sinh linh trong đó, cho dù là có năng lượng như thần lực cũng đều bị ép chết lần nữa. Sự đáng sợ của Chu Tiên kiếm trận ngay lúc này hiện rõ mồn một. Không có dáng vẻ hoa lệ, cũng không có phương thức vận hành dư thừa, chỉ bằng một hình thức đơn giản nhất, thô bạo nhất đã trực tiếp tàn nhẫn phá hủy toàn bộ bên trong trận pháp. Tất cả những người thấy Chu Tiên kiếm trận này bao gồm hành vân thượng Phật, sắc mặt đều không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù là người không ở trong tru tiên kiếm trận nhưng bọn hắn đã không ngừng hoảng sợ, thậm chí có vài người đã bắt đầu run bần bật, bị dọa sợ đến nỗi hai chân như nhũng ra. Hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ rệt, nếu như mình bước vào bên trong tru tiên kiếm trận này, ước chừng chưa đến một cái nháy mắt đã bị nghiền diệt. Một vài người thậm chí còn cảm thấy lần này lục tiêu nhiên chết chắc rồi. Trận đấu trên sân đã dừng lại, mọi người ai cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, chỉ muốn tận mắt chứng kiến trận đấu đặc sắc vạn năm khó gặp này. Chu tiên kiếm trận này đến nhanh, đi cũng nhanh. Không phải nói nó không có năng lực, mà là, tuy nó chỉ mô phỏng theo chu tiên kiếm trận, nhưng nó vẫn không phải là vật tầm thường, Khương Phù Đồ còn chưa có tư cách điều khiển chu tiên kiếm trận trong thời gian dài. Tuy nhiên, vậy thôi cũng đủ rồi. Với sức mạnh của chu tiên kiếm trận, cho dù chỉ chống lên có một giây đồng hồ, cũng đủ để triệt để tiêu diệt đối phương dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nói là, Khương Phù Đồ đã duy trì đến vài giây. Hắn chết rồi sao? Hầu như tất cả những người đối nghịch với lục tiêu nhiên đều nảy sinh ra ý nghĩ này. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi tru tiên kiếm trận được triệt hồi, tinh thần của hầu hết tất cả mọi người đều hoàn toàn ngổn ngang. Mấy phân thân của lục tiêu nhiên lại hoàn toàn không chút tổn hại nào, thậm chí đến sợi lông cũng không bị tổn hại chuyện này sao có thể chứ? chuyện này không thể nào. cả khuôn mặt khương phù đồ hiện lên đầy sự khó tin, hai mắt hắn trợn thật lớn giống như mắt của con bò. đây chính là tru tiên kiếm trận đấy. tuy nhiên nó chỉ là một vật mô phỏng, còn kém xa so với tru tiên kiếm trận chân chính, nhưng nó vẫn là một trận pháp mạnh, thậm chí là sự tồn tại cấp bậc tiên nhân cũng không thể nào chống lại trận pháp này, sẽ bị nó làm cho hóa thành cho bụi. nhưng mà lục tiêu nhiên, hắn lại chặn nó lại hắn rốt cuộc là chặn như thế nào hành vân thượng phật cũng mang một vẻ mặt sửng sốt đấy là tru tiên kiếm trận hết sức cường đại người khác lĩnh hội không sâu hắn là một tiên nhân lại là lĩnh hội cực kỳ sâu sắc hắn có thể rõ ràng nhận biết được một chút hiện tại tiên giới không có một vị tiên nhân nào có cấp bậc có thể chống đỡ được một chiêu này vì lẽ đó mà hắn nghĩ mãi cũng không ra có điều ngay lúc này không biết là ai hô lên một câu các ngươi xem những binh khí kia của lục tiêu nhiên đang phát sáng sau một tiếng nhắc nhở này hắn mới chú ý tới những binh khí kia có chỗ bất đồng lúc nãy khi lục tiêu nhiên mới mang theo những binh khí này xuất hiện hắn còn không cảm giác được những binh khí này có chỗ thần kỳ nào vào giờ phút này hắn xem như đã hiểu những binh khí này có chỗ thần bí không ngờ hắn thế mà lại có thực lực hùng hậu như vậy xem ra lần này khương ly khương phù đồ là chết chắc Hiển nhiên Khương Phù Đồ cũng nhận ra binh khí trong tay những phân thân của lục tiêu nhiên. Những binh khí này, không, những binh khí này. Thế mà tất cả đều nằm ngoài sự tồn tại của tiên khí, những thứ này đều là hậu thiên linh bảo. Không thể nào. Điều này không thể nào. Ngươi thế mà lại có nhiều hậu thiên linh bảo như vậy. Mọi người nghe xong lời nói ấy, đều có vẻ mặt nghệch ra. Hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo là cái gì? những người bọn họ này, ở tại thần giới mặc dù rất mạnh, nhưng hiểu biết đối với tiên giới cũng là kiến thức nửa vời, nhiều lắm chỉ biết là thần giới có hàng ngũ tiên khí, tiên thuật, lên trên nữa thì không rõ cho lắm. Thượng Phật mở miệng giảng giải. Cái gọi là Hậu Thiên Linh Bảo, kỳ thực chính là sự tồn tại vượt xa tiên khí. Nó đã không thể xem là binh khí, mà là một sự tồn tại có thể tu luyện độc lập. Hậu Thiên Linh Bảo đã có thể nói là đã thoát khỏi phạm trù binh khí. Tuy rằng hậu thiên linh bảo rất nhiều, nhưng hậu thiên linh bảo cũng là cực kỳ hiếm có, cho dù là ở tiên giới, tiên nhân cũng không có tư cách nắm giữ hậu thiên linh bảo. Chỉ có số ít tiên nhân cấp cao, còn phải dưới tình huống vô cùng may mắn, mới có cơ hội nắm giữ hậu thiên linh bảo. Độ quý hiếm của nó đã không còn tương đương với một tu sĩ thần cảnh nắm giữ một thanh binh khí áo nghĩa, mà là tương đương với một phàm nhân của hạ giới nắm giữ một thanh binh khí áo nghĩa. C nghe xong những lời này tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn mình chấn động vô cùng hậu thiên linh bảo thế mà lại là sự tồn tại mạnh mẽ như vậy đây có phải là đang đùa bọn họ không hậu thiên linh bảo ngay cả tiên nhân cũng không thể dễ dàng có được lục tiêu nhiên lại có nó trong tay hơn nữa còn có nhiều như vậy quan trọng nhất chính là hiện tại hắn biểu hiện ra mới chỉ là tu vi thần đế thôi hắn còn không phải là tu vi tiên nhân hắn lấy thân phận là thần đế đã có được nhiều hậu thiên linh bảo như vậy nếu chuyện này truyền tới tiên giới sợ là hầu như tất cả mọi người của tiên giới đều đỏ cả mắt ấy chứ mấy vị thần đế của thiên đạo các và thái nhất kiếm đạo nội tâm chắc chắn đang điên cuồng không thể sai vào đâu được lục tiêu nhiên tuyệt đối là thánh nhân ngoại trừ thánh nhân ra còn ai có thể cầm thứ như hậu thiên linh bảo như là rau cải trắng chứ chẳng qua là hiện tại hắn bởi vì một số nguyên nhân không cách nào thể hiện ra chân thân của mình mà thôi suy cho cùng lúc trước tuy rằng mọi người không biết hậu thiên linh bảo lợi hại như thế nào thế nhưng mọi người đều biết mỗi một thế giới đều có quy tắc thiên đạo áp chế tu sĩ vị diện cấp cao là không cho phép tùy tiện đi tới vị diện cấp thấp hơn cho dù lục tiêu nhiên là thánh nhân thì cũng không được cho nên hắn mới biểu hiện ra bản thân chỉ là tu vi thần đế thế nhưng mặc kệ như thế nào bọn hắn có thể ôm lấy bắp đùi là lục tiêu nhiên này để phát đạt. Vào lúc này, một vị thần đế Phật môn, không nhịn được mở miệng. Cái tên này có nhiều thứ tốt như vậy, nếu như là ở trong tiên giới, chẳng phải sẽ bị người khác tranh cướp. Hành vân khẽ mỉm cười. Tranh cướp. Ngược lại sẽ không. Mọi người không nhịn được khẽ cao mày. Nhưng mà không phải Thượng Phật vừa nói, vật này rất hiếm có sao. Vật này là rất hiếm có, thế nhưng, thời điểm hắn xuất hiện ở tiên giới cũng sẽ bị một số kẻ mạnh một chưởng đánh chết. Căn bản sẽ không cho hắn cơ hội để phản ứng. Mọi người đang ngẩn ra, chợt hiểu ra ý của Thượng Phật. Không sai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mang Ngọc có tội, thực lực không đủ, vậy chỉ có một đường chết. Sau khi Khương Phụ Đồ thấy hậu thiên linh bảo của Lục Tiêu Nhiên, hắn gần như đã điên rồi. Hắn không thể nào chấp nhận được Lục Tiêu Nhiên thế mà lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Hắn chính là đệ tử do sư tôn tự mình truyền thụ, có sư tôn làm hậu trường, bản thân mới trở nên mạnh như vậy. Mà Lục Tiêu Nhiên, một tán tu sơn giả không dính dáng gì đến một người nào, dựa vào cái gì chứ? Bởi vì hắn là thiên mệnh chi tử sao? Cho dù ngươi có hậu thiên linh bảo, vậy thì sao chứ? Ta muốn dùng trận pháp này vây chết ngươi sau đó lại đi giết sạch đệ tử của ngươi, đến lúc đó, ta sẽ mang trận pháp đi gặp sư tôn của ta, ngươi có ba đầu sáu tay cũng không làm nên chuyện gì. Lục tiêu nhiên sắc mặt lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng, dựa vào tru tiên kiếm trận cấp bậc tiên khí này là có thể giết ta sao? Khóe miệng Khương Phù Đồ hiện lên một nụ cười khẩy. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng, ta sống ở thần giới nhiều năm như vậy, vẻn vẹn chỉ là mở đoàn tán gẫu thần đế thôi sao? Sư Tôn đã sớm nhiều lần nhắc nhở ta, thủ đoạn của ngươi nhiều vô số kể, vượt xa dự liệu của ta, vì vậy ta đã chuẩn bị thêm vài tay nữa. Mấy năm qua ta đã khống chế vô số thế lực trong thần giới và thúc giục vô số trận chiến đẫm máu. Cũng nhờ những cuộc chiến này mà ta đã thu gom được vô số máu tươi. Hiện giờ, số máu tươi này vừa hay có đất dụng võ, dùng để tăng cường tru tiên kiếm trận. Trong lúc nói chuyện, Khương Phù Đồ nháy mắt bắn ra một giọt máu dọc máu này vừa xuất hiện huyết sát chi khí nháy mắt tuôn ra tru tiên kiếm trận vốn là kiếm trận chủ sát phạt giờ đây chịu ảnh hưởng của những huyết sát chi khí này quy lực trong chốc lát đã tăng lên gấp 10 lần có thừa vào lúc này ngôi sao trên bầu trời lấp lóe càng nhanh hơn hình như càng thêm hoảng sợ sức mạnh của tru tiên kiếm trận này máu tươi trong này khoảng chừng của hơn một tỷ người có thêm một tỷ người này duy trì tru tiên kiếm trận của ta mặc dù có thi triển tiên khí cũng đủ để đối đầu với hậu thiên linh bảo ta không tin lục tiêu nhiên ngươi lần này còn có thể gánh nổi lục tiêu nhiên khẽ lắc đầu một cái tại sao mà mỗi một lần đám người kia đều điên cùng như vậy điên cùng giết người sau đó lại thi triển công pháp hoặc là trận pháp lúc trước ở hạ giới diệp gia chính là chơi như vậy nếu không ngoài dự đoán khương phù đồ chính là đệ tử của người thần bí kia đệ tử của người thần bí đó đều là ốc heo sao ngay cả cách nghĩ và thủ đoạn đều giống nhau. Búp bê Nga Nhưng mà nói thật, những người này quả thực còn không hề có nguyên tắc hơn cả mình. Đương nhiên, lục tiêu nhiên cũng không phải thánh mẫu, hắn chẳng qua là cảm thấy những người này thật sự vô cùng không có phẩm cách. Lúc này, tru tiên kiếm trận đã trở nên càng mạnh. Nó đã hấp thu máu tươi của một tỷ người, ánh sáng trên thân bốn thanh kiếm cũng đã biến thành màu đỏ như màu máu, quỷ dị mà lại tràn ngập sức chiến nhiếp hơi hơi thở ra một hơi mà thôi cứ dùng thứ kia phá vỡ trận pháp này làm cho đối phương hoàn toàn hết hy vọng là được rồi giờ này phút này hào quang trên tru tiên kiếm trận đã đạt tới đỉnh phong cả bầu trời đêm đều bị ánh sao màu đỏ như máu chiếu rọi khắp nơi ngay cả một vùng màu sắc bình thường cũng không còn tồn tại giờ này phút này tuy mọi người không có ở trong tru tiên kiếm trận nhưng sát phạt chi khí huyết tinh này lại cũng khiến mọi người khiếp sợ tới không thể hít thở thậm chí ngay cả cơ thể cũng không thể tùy tiện động đậy. Cả sơn ngoại trừ thượng Phật ra, cũng chỉ Vân Ly Ca có thể hoạt động bình thường dưới huyết khí này. Thượng Phật là vì tu vi bản thân đủ lớn mạnh, Vân Ly Ca không bị là vì bản thân có thể vượt cấp, đồng thời còn bởi vì bản thân mình tu hành chính là sát phạt chi khí, thuộc tính hoàn toàn giống với đối phương, tru tiên kiếm trận căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Khóe miệng Khương Phù Đồ khẽ nhất, giờ này phút này, hắn gần như đã phát ra toàn bộ uy năng của Chu Tiên Kiếm Trận, Chu Tiên Kiếm Trận đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, cho dù Lục Tiêu Nhiên có Hậu Thiên Linh Bảo, cũng đừng hồng phá vỡ được Chu Tiên Kiếm Trận này. Cuối cùng hắn cũng sắp thành công rồi. Chém giết Lục Tiêu Nhiên, hoàn thành sứ mệnh của sư Tôn đại nhân giao cho hắn, giúp sư Tôn đại nhân một tay, tới lúc đó, dù là sư Tôn hay là hắn, đều có thể đi ngang đi dọc trong tam giới này rồi. Thế nhưng, ngay lúc này trong tru tiên kiếm trận đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi lại phóng ra một đường sáng màu vàng kim. Trong lòng Khương Phù Đồ khựng lại, thoang thoảng có cảm giác không hay lắm. Không xong. Tru tiên kiếm trận, giết. Hắn đã không muốn tiếp tục dùng năng lượng nữa, vì hắn cảm thấy, nếu hắn không lập tức thúc giục tru tiên kiếm trận, dây kế tiếp rất có thể lại xảy ra biến cố gì khác nữa, dẫn đến thua hết toàn bộ. Tru tiên kiếm trận bị thúc giục, sát phạt chi khí màu đỏ như máu, lần nữa phát động tấn công phân thân của lục tiêu nhiên. Trong kiếm trận, lại bắt đầu biến đổi ra địa thủy phong hỏa, hơn nữa càng nhanh, càng mạnh hơn trước đó. Rất hiển nhiên, lần này sức mạnh được nâng cao của tru tiên kiếm trận không biết phải lớn mạnh hơn trước đó gấp bao nhiêu lần. Nhưng sát phạt chi khí đó còn chưa kịp ngưng tụ tới trên người lục tiêu nhiên, thì vần sáng kim sắc kia lấy một luồng khí thế cường đại sống sờ sờ xé rách sát phạt chi khí trên tru tiên kiếm trận. Không sai, chính là dùng tư thái gần như vô địch, sống sờ sờ xé rách nó. ầm, um. Dây tiếp theo, nó lấy trận thế nghiền nát, rơi thẳng xuống trên một thanh tiên kiếm, sau đó quét ngang ra, thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư, lần lượt nổ tung. Một bước vô cùng kinh khủng này, khiến cả bầu trời sao cũng vì đó mà rung lên. Trong thoáng chốc toàn bộ tứ đại tiên kiếm tru tiên kiếm trận đã bị một đường sáng kim sắc này của lục tiêu nhiên làm cho vỡ nát tru tiên kiếm trận rung chuyển trời đất đó chốc lát hóa thành hư không năng lượng xung kích do vụ nổ sản sinh ra khiến tất cả thần đế đều bị đẩy lui thân hình vân ly ca nhân cơ hội hấp thụ sát phạt chi khí hóa thành bởi máu tươi của một tỷ người tuy sát phạt chi khí lan rộng rất nhanh vân ly ca không kịp hấp thụ toàn bộ nhưng hấp thụ một phần nhỏ cũng có đủ lượng máu tươi trên trăm triệu điều này khiến hắc liên trên đỉnh đầu vân ly ca lần nữa phân hóa ra một đóa đã đạt tới năm đóa hắc liên mà tu vi hắn vậy mà liên tục phá hai tầng từ thần đế nhất trọng đột phá thẳng tới thần đế tam trọng trên bầu trời cũng mơ hồ truyền ra một luồng dao động đó là tu vi của bản thể lục tiêu nhiên cũng nhận được thăng cấp lúc này hắn đã đạt tới thần đế thất trọng sau khi toàn bộ sóng năng lượng xung kích biến mất cả sân lần nữa rơi vào một khoảng tĩnh mịch lục tiêu nhiên vẹn toàn không chút thương tổn tru tiên kiếm trận bị nghiền nát hoàn toàn không còn sót lại chút gì Ông trời của ta ơi, đây đây, đây là chuyện như tê hát nào? Sao có thể? Tên này, rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào? Sao hắn làm được vậy? Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đối mặt lục tiêu nhiên đều cảm nhận được một loại cảm giác bất lực thật sâu. Đương nhiên, trong đây không bao gồm Vân Ly ca bọn họ, đám người Vân Ly ca không ai không sinh lòng tự hào. Bởi vì, đây là sư tôn của bọn họ. Sư tôn bọn họ càng mạnh tất nhiên bọn họ càng tự hào cũng không bao gồm cường giả thần đế của thiên đạo các và thái nhất kiếm đạo bọn họ hết sức vui mừng mình đứng đúng đội ngũ trong giây phút cuối cùng cũng may mà bọn họ nhận lê trường sinh và tống tích niên nếu không thì giờ này phút này e rằng hai bên bọn họ cũng đều phải chết gần hết rồi cho dù bây giờ không chết sau đó chắc chắn cũng sẽ chết lúc này nhất là thiên đạo các chủ hồng tụ kích động và hưng phấn nhất vì nàng là nữ nhân của Tống Tích Niên, quan hệ càng gần hơn các thần đế khác một tầng. Tương lai, chắc chắn sẽ đạt được độ cao cao hơn hơn. Khương Phù Đồ đã hoàn toàn ngơ ngác, sự tuyệt vọng trên mặt tới tột cùng. Ngay cả thứ để cậy nhờ lớn mạnh nhất của hắn. Chu Tiên kiếm trận cũng bị phá hủy, hắn làm sao còn chém giết lục tiêu nhiên được. Hắn đã tuyên cáo thất bại rồi. Giờ phút này, hắn không biết mình nên hồi báo sư tôn thế nào, cũng không biết mình nên tự xử ra sao. Tại sao? Tại sao ta đã tăng cường tru tiên kiếm trận rồi, ngươi còn có thể phá hư tru tiên kiếm trận? Rốt cuộc sao ngươi làm được vậy? Khương phù đồ nắm chặt quả đấm, nhìn chầm chầm đám phân thân lục tiêu nhiên, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm. Lúc này, hành vân lạnh lùng nói. Nếu bần tăng không nhìn lầm, bảo vật trên tay lục tiêu nhiên chính giữa kia, đã thăng cấp tới hậu thiên chí bảo. Cái gì? hậu thiên chí bảo điều này sao có thể hậu thiên chí bảo không phải cần ngưng tụ đại công đức mới có thể sống sao hơn nữa là sinh bởi trời đất cơ bản đều là danh hoa đã có chủ sao hắn có thể sở hữu hậu thiên chí bảo sắc mặt hành vân nặng nề nói điều này bần tăng không biết nhưng nếu bần tăng đoán không sai tên này vô cùng có khả năng có thể sáng tạo ra hậu thiên chí bảo vì thanh kiếm trong tay hắn rất giống hiên viên kiếm Hiên viên kiếm chịu tải đại công đức đã có thể gần như ngang bằng với tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, chủ nhân của hiên viên kiếm cũng không phải hắn. Đối phương cũng không thể nào cho hắn mượn hiên viên kiếm, với lại bần tăng chỉ từ trên hiên viên kiếm cảm nhận được khí tức của hậu thiên chí bảo, chứ không có quá nhiều công đức, cho nên đó cũng có nghĩa hiên viên kiếm này là tự hắn tạo ra. Người nói gì? Thân thể cương phù đồ chấn động, cả người đều hoàn toàn ngây ra rồi lục tiêu nhiên thậm chí ngay cả hậu thiên chí bảo cũng có thể sáng tạo ra mẹ kiếp đó là hậu thiên chí bảo đấy hơn nữa lại còn là hiên viên kiếm khương phù đồ cũng có nghe nói qua về hiên viên kiếm tuy đó chỉ là một kiện hậu thiên chí bảo nhưng vì chịu tải đại công đức cho nên đã có thể sánh bằng tiên thiên linh bảo bây giờ lục tiêu nhiên thế mà lại mô phỏng hiên viên kiếm sáng tạo ra một thanh hậu thiên chí bảo tên này hắn mẹ nó nghịch thiên tới mức này sao đây chính là thiên mệnh chi tử mà sư tôn nói mức độ nghịch thiên này sợ rằng ông trời cũng phải quỳ xuống liếm đầu ngón chân cho hắn đúng không trong chớp nhoáng này thế giới quan của khương phù đồ hoàn toàn sụp đổ lục tiêu nhiên không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ tại trong thoáng chốc phá vỡ tru tiên kiếm trận sát ý trực tiếp khóa chặt hắn lại sau khi khương phù đồ cảm nhận được luồng sát ý này tâm thần rung lên không dám lơ là lập tức thi triển ra một viên bảo châu màu vàng Khí tức trên bảo châu này lan rộng ra, rất giống với hậu thiên linh bảo, nó vừa xuất hiện đã trực tiếp khóa kính thương phù đồ ở bên trong. Lục tiêu nhiên, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Có điều ngươi muốn giết ta, cũng không phải đơn giản như thế. Móng pháp bảo này của ta, tuy chỉ là tiên khí, nhưng cũng đã đủ để sánh ngang hàng với hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, tuy nó không phải hậu thiên chí bảo, lại cũng có thể tranh thủ thời gian nhất định cho ta, ít nhất cũng có 2 giờ tuy thời gian không dài nhưng thời gian này đủ ta đi tìm sư tôn ta cầu cứu rồi một khi sư tôn ta đến đây cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được ta ha 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 nhìn khương phụ đồ điên cuồng như vậy sắc mặt của một đám phân thân lục tiêu nhiên đều lãnh đạm tột cùng có vẻ như cũng không coi lời nói của hắn ra gì hoàn toàn không có dấu hiệu hắn chém thẳng ra một kiếm đùng ánh kiếm phóng ra khoảng cách xa tới vạn trường dường như rạch phá màn che giữa trời đất cuối cùng vô tình hạ xuống trên người khương phù đồ nhưng ngay lúc lục tiêu nhiên một kiếm chém xuống người khương phù đồ lại chỉ là rung động một chút sóng xung kích mang theo sóng năng lượng màu xanh thẳm xung kích ra ngoài chư vị thần đế phía xa đều lại bị ép lùi bởi sóng xung kích dũng mãnh này lần nữa mà khương phù đồ thế mà lại vẹn toàn không thương tổn cảnh này khiến mọi người tại hiện trường không khỏi lại một lần kinh ngạc hét lên trời thủ đoạn của Khương Phù Đồ cũng không thấp nhỉ. Không sai, hắn lại có thể cứng rắn chống đỡ tấn công của Lục Tiêu Nhiên. Đó là sức mạnh có thể phá cả Chu Tiên kiếm trận ra đấy, ở chỗ hắn lại không hề tạo thành chút trung động nào, quả thật quá mức nghịch thiên. Nhưng đừng quên hắn đã là tiên nhân, mà bây giờ Lục Tiêu Nhiên vẫn chỉ là một vị thần đế, giữa hai người có khoảng cách cực lớn. Lời này vừa ra, mọi người lần nữa vô cùng nể phục Lục Tiêu Nhiên. Cho dù hôm nay lục tiêu nhiên không giết được Khương Phù Đồ, hắn vẫn là anh hùng trong lòng mọi người, một vị cường giả siêu cấp. Tất cả đều đã đủ rồi. Nhưng lục tiêu nhiên rõ ràng cảm thấy không đủ. Dám động hắn, thế thì chết chắc không nghi ngờ, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội sống tiếp nào nữa. Hắn thu hồi hiên viên kiếm trên tay, hai ngón bấm tay niệm thần chú, thoáng chốc bắn ra bốn luồng sáng khác màu. Phúc chốc khi nhìn thấy bốn luồng ánh sáng này, sắc mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều thay đổi lần nữa bọn họ đã không nhớ rõ đây là lần kinh ngạc thứ mấy trong hôm nay rồi nhưng mỗi một lần kinh ngạc đều là một cảm giác mới đều hoàn toàn không giống nhau lần này sự kinh ngạc của bọn họ hoàn toàn không thua kém gì với sự kinh ngạc trước đó khi bốn luồng ánh sáng hoàn toàn khóa kính khương phù đồ sắc mặt khương phù đồ trực tiếp trở nên trắng bệch không thể nào chuyện này không thể nào sao ngươi làm được chứ? Sao ngươi lại sở hữu tru tiên kiếm và tru tiên kiếm trận? Nhưng rất nhanh, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, lập tức mở miệng hỏi. Đợi đã, tru tiên kiếm trận này, chẳng lẽ, chẳng lẽ là ngươi làm? Cuối cùng lục tiêu nhiên cũng mở miệng. Cười dững dưng. Nói không sai, tru tiên kiếm trận này đích thực là do ta làm. Tuy nhiên, có hơi khác so với phiên bản của ngươi. Của ngươi chỉ là phiên bản tiên khí thôi. Mà của ta thì là phiên bản cấp bậc hậu thiên linh bảo. Không biết tiên khí đó của ngươi lần này còn có thể chịu đựng được không? Hậu hậu thiên linh bảo. Cương phù đồ hoàn toàn tuyệt vọng. Xong rồi. Lần này thật sự chết chắc rồi. Ngay cả bảo châu của sư tôn truyền thụ cho hắn cũng hoàn toàn vô dụng. Thứ cậy nhờ lớn nhất của hắn chính là bảo châu bảo mệnh của sư tôn truyền thụ hắn có thể khiến hắn trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả sát thương chờ sư tôn cứu viện. Nhưng bây giờ, lục tiêu nhiên ngay cả tru tiên kiếm trận cấp bậc hậu thiên linh bảo cũng thi triển ra, bảo châu của hắn có mạnh thế nào đi nữa, cũng phải bó tay. Tru tiên kiếm trận của lục tiêu nhiên thi triển ra, lúc này, bầy sao trên bầu trời trực tiếp ảm đạm hẳn, toàn bộ mất đi ánh sáng. Phải biết rằng, trước đó khi Khương Phụ Đồ thi triển tru tiên kiếm trận, sao dày đặt trên bầu trời, ít ra vẫn có thể nhấp nháy, tru tiên kiếm trận của lục tiêu nhiên thi triển, quy năng đã trực tiếp áp chế bọn nó ngay cả tư cách nhấp nháy cũng không có. Nháy mắt khi thi triển kiếm trận, địa thủy phong hỏa trực tiếp bắt đầu biến đổi, mọi thứ trong đó đều bị chôn vùi bởi luồng sát phạt chi khí này, căn bản không hề cho ngươi chút đạo lý để giảng. Trong thoáng chốc Bảo Châu của Khương Phù Đồ gặp được tru tiên kiếm trận này, liền trực tiếp bắt đầu vỡ nát từng đường, căn bản không thể chống đỡ nổi quy lực tru tiên kiếm trận của Lục Tiêu Nhiên. Sắc mặt Khương Phù Đồ đại biến, không hề dám lơ là trong chốc lát đã móc ra một tấm bùa kỳ lạ từ trong tay áo. Tật. Hắn thầm đọc một tiếng khẩu quyết, vẫy tinh huyết bản thân lên trên, tấm bùa phát ra một phần sáng kỳ dị, lại nháy mắt mang tinh huyết và tàn hồn của Khương Phù Đồ thoát ra ngoài tru tiên kiếm trận. Mà dây tiếp theo, Khương Phù Đồ và Bảo Châu của hắn đã bị tru tiên kiếm trận chung trực tiếp vùi. Sắc mặt mọi người đại biến, ai cũng không ngờ trên tay Khương Phù Đồ lại còn có một môn thủ đoạn trốn chạy như vậy. Trên thực tế, cũng không được tính là trốn chạy, vì bản thể của Khương Phù Đồ không có thoát ra ngoài, hắn là dùng lá bùa mang bộ phận tinh huyết và tàn hồn của mình ra ngoài, như thế này, ngày sau tìm được sư tôn hắn là có thể phục sinh hắn, mà không đến nỗi hồn phi phách tán. Mà sở dĩ lựa chọn để bản thể hắn ở lại trong tru tiên kiếm trận, là vì hắn không cách nào chạy thoát được. Một khi bản thể hắn trốn thoát, lục tiêu nhiên chắc chắn sẽ ghim vào hắn, di chuyển tru tiên kiếm trận, hắn vẫn không thoát được nhưng mà hắn chỉ là tinh huyết và tàn hồn chạy thoát lục tiêu nhiên sẽ không thể đi truy bắt một khi hắn đi truy bắt thì mình có thể chạy trốn nói chung dù như thế nào hắn đều là bên thắng lục tiêu nhiên hôm nay ngươi không thể giết chết ta được ngày khác ta trở về nhất định phải lấy mạng chó ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tự tay đâm chết ngươi để báo nỗi nhục ngày hôm nay lục tiêu nhiên chỉ lãnh đạm liếc hắn có phải ngươi quên rồi không ta mà người vây lại đều là phân thân. Khương phù đồ ngẩn ra, chớp sắc mặt trở nên hoảng sợ. Không. Hắn hét lên một tiếng, mà kế tiếp, một luồng kim quang từ trên bầu trời đột nhiên kéo đến, xông thẳng về phía tấm bùa đó. Đó là bản thể lục tiêu nhiên ẩn nấp ở bóng tối ra sân. Thần sắc trên khuôn mặt Khương phù đồ, lại một lần tuyệt vọng đến tột cùng. Toan rồi, toan hết rồi. Ngay cả tinh huyết và tàn hồn hắn muốn thoát ra ngoài, cũng phải bị diệt sát, hắn còn trốn thoát thế nào. Nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng, một luồng kim quang khác gần hơn, lại dành trước một bước, thu tấm bùa vào trong tay. Đây là... Khương phù đồ ngẩn ra, còn lục tiêu nhiên thì hơi hít mắt lại. Thì ra, là hành vân ra tay, nắm tấm bùa của Khương phù đồ trong lòng bàn tay. Khương phù đồ vui mừng quá đổi. Đa tạ hành vân đạo hữu ra tay tương trợ, chỉ cần ngươi mang tấm bùa của ta về tiên giới, ngày khác ta sống lại, chắc chắn sẽ hậu tạ ngươi. Thế nhưng, lời nói của hắn vừa dứt, Hành Vân đã trực tiếp răng rắc một tiếng bóp nát tấm bùa của hắn. Không. Khương Phụ Đồ lần nữa phun ra một búng máu tươi, hắn vốn đã khó chống cự được tru tiên kiếm trận, dưới kích thích của Hành Vân, bị lục tiêu nhiên tiễn thẳng tới Tây Thiên. Tiên, chúc mừng chủ nhân thành công chém giết khí vận chi tử, tu vi trước mắt nâng cao một cấp, đạt tới thần đế bát trọng trước đó vân ly ca hấp thụ sát phạt chi khí thăng cấp tu vi cũng khiến lục tiêu nhiên từ thần đế lục trọng thăng cấp lên tới thần đế thất trọng bây giờ sau khi chém giết khí vận chi tử tu vi lục tiêu nhiên lại tăng lên tới thần đế bát trọng tinh chúc mừng chủ nhân thành công chém giết khí vận chi tử ban thưởng tiên thiên linh bảo thái cực đồ ít một tinh chúc mừng chủ nhân thành công chém giết khí vận chi tử ban thưởng một tiên thiên linh bảo ngọc như ý ít một tinh chúc mừng chủ nhân thành công chém giết khí vận chi tử, ban thưởng một hậu thiên chí bảo phục hy cầm ít một. Tiên, chúc mừng chủ nhân thành công chém giết khí vận chi tử, ban thưởng tiên thiên chi khí x 888. Tiên, chúc mừng chủ nhân thành công chém giết khí vận chi tử, ban thưởng một bàn cổ tinh huyết ít một. Tiên, chúc mừng chủ nhân. Dưới một đình nghỉ mát ở tiên giới, lão giả râu trắng đang đánh cờ, bỗng nhiên con cờ trong tay rất xuống bàn cờ, rơi tới vỡ nát thoáng chốc vẻ mặt trên khuôn mặt hai người hơi cứng lại. Qua một lát, lão giả râu trắng mới thả tay mình về, nhắm chặt đôi mắt, trên mặt hiện lên một vẻ nặng nề. Không ngờ bố trí ở thần giới cuối cùng vẫn là thất bại. Nam tử râu dài đối diện hắn, trong mắt lộ ra một sự không cam tâm. Dừng ở đây rồi sao? Nếu tiểu tử này ngay cả khí vận chi tử của tiên nhân cảnh cũng đã có thể chém giết, e rằng không bao lâu nữa, sẽ bước vào tiên giới. Hơn nữa, Hắn chưa chắc sẽ bước vào tiên giới, tiên giới dưới sự khống chế của Thiên đạo, hắn đến tiên giới chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vì thế, hắn rất có thể sẽ đi đến Hồng Hoang, một khi hắn trốn tới Hồng Hoang, thế thì tương đương như trâu đất xuống biển, chúng ta muốn tìm hắn nữa e là khó khăn. Lão giả trâu trắng chậm rãi mở đôi mắt ra, từ đáy mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh ác liệt. Xem ra, ta phải đích thân xuống dưới một chuyến rồi. Trong lòng nam tử trâu dài chấn động không được với thân phận ngươi đi đến thần giới chắc chắn sẽ bị tiên giới phát hiện tới lúc đó không cần thiên đạo ngay cả thiên đình cũng sẽ không tha ngươi việc đến nước này đã không còn sự lựa chọn nào khác tiểu tử này trưởng thành càng lúc càng nhanh tiếp tục như vậy cho dù ta muốn giết hắn cũng không có cơ hội đó rồi ta yên lặng mấy chục nghìn năm chính vì chờ đợi ngày hôm nay con sâu cái kiến ta đã làm đủ rồi Nam tử râu dài Thở dài yếu ớt Nếu ngươi đã nghĩ như vậy Ta cũng không còn gì để khuyên ngươi Lần này ta đi Nếu thành công thì không còn gì tốt hơn Nếu không thành công Ta sẽ tự sát ở thần giới luôn Sẽ không để lại một tí tin tức cho thiên binh thiên tướng Nếu Ngọc Đế muốn ngươi mang binh bắt ta Ngươi cứ việc đi Không cần có bất cứ chần chừ nào Tránh bị Ngọc Đế phát hiện manh mối Liên lụy tới ngươi Thừa tướng vành mắt nam tử râu dài không nhịn được hơi đỏ hoe còn lão giả râu trắng thì thản nhiên mỉm cười phẩy tay rời đi đừng khóc đây là lựa chọn của ta nếu không thể thành thánh sống cũng không có ý nghĩa gì giữa lúc nói chuyện bóng dáng hắn đã biến mất ngay tại chỗ một bên khác trong thần giới một chuỗi âm thanh nhắc nhở của vượng tài lục tiêu nhiên cũng không có nghe lọt vì giờ này phút này toàn bộ ánh mắt hắn đều đặt trên người hành vân Trước đó hắn đã đang nghi ngờ, tại sao Hành Vân luôn không có ra tay mà trong lúc cuối cùng lại phải ra tay tương trợ Khương Phù Đồ. Kết quả không ngờ rằng, Hành Vân lại muốn chém giết Khương Phù Đồ, thủ đoạn của tên này ngược lại đúng là ác độc thật. Cả trận không có động tác thế nào, tới lúc cuối cùng, trái lại đưa đối phương vào thẳng chỗ chết. Lúc này, Hành Vân mỉm cười đối mặt với Lục Tiêu Nhiên. Lục Tiêu Nhiên cũng mỉm cười đáp trả, tuy nhiên, ánh mắt hắn lại tràn ngập cảnh giác thần lực trong cơ thể càng là điên cuồng dân trào. Cho dù hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, hành vân sẽ không phải vì giao hảo với mình, mới chém giết Khương Phù Đồ. Vì vừa rồi bản thân hắn cũng có thể chém giết Khương Phù Đồ một cách dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, một giây sau hành vân lấy ra một luồng khí vận chi lực từ trong mảnh vụn tấm bùa đó. Đây vốn thuộc về Khương Phù Đồ, Khương Phù Đồ tại lúc trước khi tử vong, trộn lẫn nó vào trong tinh huyết và tàn hồn của mình, muốn truyền tống mi chung đáng tiếc bây giờ lại bị hành vân chiếm được xem ra hành vân này thật sự muốn ra tay với mình đây chính là khí vận chi lực sao quả nhiên không hổ là đồ tốt chỉ cầm nó thôi ta đã cảm thấy mình đầy ắp lòng tin làm điều gì dường như cũng có thể thành công khó trách những sư huynh linh sơn kia đều nói với ta tuyệt đối đừng đối đầu với khí vận chi tử tuy nhiên các ngươi hai hổ tranh nhau Ngược lại khiến ta có được khí vận chi lực này, không biết cảm tưởng của Lục Tông chủ như thế nào. Dứt lời, hắn dung hợp khí vận chi lực thẳng vào trong cơ thể mình. Tinh thế trên bầu trời đều đang xảy ra chuyển động và biến hóa kỳ dị. Đó là có mệnh thế của người xảy ra biến hóa cực mạnh, lớn mạnh tới mức đã có thể ảnh hưởng thiên địa chi lực. Đây bèn là chỗ lớn mạnh của khí vận chi lực. Trong đầu Hành Vân lập tức vang lên một giọng nói kỳ lạ chưa từng có qua. Tinh kiểm tra được ký chủ là đệ tử Phật môn, nhóm tán gẫu thần đế tự động biến đổi thành hệ thống Phật môn chí tôn, đã khóa chặt, xin hỏi có kích hoạt không? Kích hoạt. Hành Vân không hề thách ký kích hoạt thẳng. Dây kế tiếp, trong đầu hắn lần nữa truyền đến giọng nói mới. Tiên, kích hoạt thành công. Cảm nhận được tư chất ký chủ hơi thấp, đang thăng cấp tư chất ký chủ, thăng cấp hoàn tất, tư chất ký chủ, từ tư chất Phật đà, thăng cấp thành tư chất Phật. Tu vi tư chất ban đầu cùng lắm đạt tới tiên nhân đỉnh phong, sau khi thăng cấp tư chất có thể tu luyện tới vật. Kích hoạt thành công Xét thấy ký chủ lần đầu tiên kích hoạt hệ thống, hệ thống ban thưởng một gói quà lớn khóa chặt, sẽ thăng cấp tu vi của ký chủ tới cảnh giới tiên nhân cảnh đại viên mãn, ban thưởng ký chủ bốn kiện hậu thiên linh bảo Phật quan cà sa, hậu thiên linh bảo Phật quan bát vu, hậu thiên linh bảo Phật quan thiền trượng, hậu thiên chí bảo Phật quan niệm châu, xin ký chủ kiểm tra và nhận lấy tiên, kích hoạt thành công. Trong cơ thể ký chủ có loại công pháp có thể biến đổi thăng cấp, đang thăng cấp. Tiểu thừa như lai thần trưởng ban đầu, thăng cấp thành như lai thần trưởng. Đại uy thiên long khởi thủ thiên ban đầu, thăng cấp thành đại uy thiên long bản hoàn chỉnh. Kinh công thủy thượng phiêu ban đầu, thăng cấp thành Phật quan độn. Cảm nhận biến hóa liên tục không ngừng tuôn ra trong cơ thể mình, khóe miệng hành vân toát ra vẻ vui mừng, hắn từ từ giang hai tay ra, mặc cho sức mạnh chảy xuôi trong cơ thể mình. Bên tai lục tiêu nhiên cũng đồng thời vang lên giọng nói của vượng tài. Cảnh báo, xuất hiện khí vận chi tử mới, xin chủ nhân tiến hành chém giết. Chém giết thành công, sẽ có ban thưởng tương ứng. Đây chính là sức mạnh của khí vận sao. Hành vân thượng Phật nắm chặt tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi nãy chỉ mới nắm khí vận trong tay mà hắn đã cảm ứng được chỗ cường đại của khí vận mà nay sau khi chân chính dung hợp với khí vận hắn mới hiểu được khí vận cường đại tới mức nào lợi hại đến bao nhiêu tại nơi này là khí vận cả đây quả thực là đại đạo chẳng qua chỉ là một tia khí vận chi lực thôi mà đã mạnh mẽ đến vậy tăng tu vi của mình mạnh đến thế vậy nếu như có thêm một ít khí vận chi lực thì sẽ cường đại tới mức nào chứ hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi sau này khí vận chi lực mở rộng thì nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa Hành Vân vốn chỉ cảm giác mình là một tiểu tăng nhân của Phật môn, cả đời này nhiều lắm là thành tựu một vị Phật đà ở Linh Sơn thôi. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác được giả tâm của mình bành trướng đến vô hạn, hoàn toàn có năng lực, có tư cách thành tựu Phật. Hắn nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, mỉm cười. Phải nói, ta còn thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có người mà chỉ dựa vào chính ta, cơ bản là chẳng có cách nào lấy được tia khí vận chi lực này theo lẽ tự nhiên thì cũng chẳng có cách nào tăng sức mạnh được đến như thế lục tiêu nhiên hờ hững nói ngươi đã giết khí vận chi tử sau lưng hắn còn có sư tôn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi ta biết thượng phật chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho ta nhưng ta là đệ tử phật môn chính ta có linh sơn bảo vệ ta không sợ hắn đến gây chuyện với ta nếu như thân phận của đối phương rất cao Phật môn cũng không chắc sẽ vì một nhân vật nhỏ như ngươi mà trêu chọc đối phương đâu nhỉ. Đó là đương nhiên rồi, nhưng mà đối phương đối với Lục tông chủ, có thể nói là nhất quyết phải có. Vậy nên nếu như ta có thể bắt Lục tông chủ, cho dù là ta biết được bí mật trên người Lục tông chủ hay là hiến Lục tông chủ cho Linh Sơn thì đều có công rất lớn. Đến lúc đó, cho dù thân phận đối phương có cao đến mấy thì cũng sẽ không thả ta ra đâu. Ngươi nói sao? Hả Lục tổng chủ? Lục Tiêu Nhiên cười khẩy một tiếng. Người ta hay nói lừa ngu Phật môn, chỉ giỏi mưu tính, bây giờ xem ra là đúng thế thật. Nhưng mà, cho dù ngươi có được khí vận chi lực đi chăng nữa, Khương Phù còn đánh không lại ta, ngươi có chắc là ngươi sẽ đánh thắng lại ta không? Ta đúng là chẳng đánh lại ngươi, tu vi của ta có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là tiên nhân cảnh mà thôi. Thế nhưng, ta và Khương Lý Khương Phù đồ có một điểm không giống nhau. Đó là, ta là đệ tử Phật môn, từ sau lượng kiếp tây du tây phương giáo ta phát triển mạnh từng bước trở thành phái mạnh nhất tam giới tuy đạo giáo mạnh thế nhưng cũng chia năm sẽ bảy làm theo ý mình cơ bản là chẳng đáng để lo thế nên phật giáo ta từng bước khống chế đồng thời thẩm thấu ba nghìn đại thế giới và tám trăm tiểu thế giới hơn nữa tổ sư phật môn của ta hai vị thánh nhân là đệ tử mà thánh tổ cưng chiều nhất phật môn ta có hơi vượt qua quy của thiên đạo thì cũng không sao Ngươi có biết thế có nghĩa là sao không? Lục tiêu nhiên hơi nheo mắt lại, con người đen nhánh kia lúc này càng cô động hơn. Chỉ có người thật sự quen biết hắn mới biết được, khi lục tiêu nhiên lộ ra vẻ mặt này thì hắn đang muốn giết người, đang có ý định giết người. Không nói nhảm nhiều thêm, chân nhẹ nhàng nhóm một cái, lục tiêu nhiên lập tức biến mất tại chỗ. Còn có hơn 10 phân thân cũng biến mất theo hắn lời thượng phật hành vân vừa nói làm cho lục tiêu nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ rất trí mạng đó là phật môn có thể đưa tiên nhân từ linh sơn xuống ít nhất là bằng một cách nào đó nâng cao sức mạnh của bọn họ đối với lục tiêu nhiên thì đây cũng không phải là tin tốt bởi vì với tu vi hiện giờ của lục tiêu nhiên còn rất lâu mới đạt được cấp độ đó nhưng mà thượng phật hành vân vào thời khắc này lại thu về tất cả thần đế phật môn từ trước đến giờ làm thuộc hạ của mình a di đà phật một tiếng niệm phật vang lên phật quan bát vu trong tay hắn lập tức lớn lên hòa thành một lồng sáng màu vàng ống bảo vệ mọi người trong đó gần như là cùng lúc đó lục tiêu nhiên và các phân thân đều cùng công kích lên cái lồng sáng màu vàng rầm 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 tiếng nổ vang lên liên tiếp thắp sáng cả bầu trời sóng xung kích làm cho rất nhiều người ngay cả đứng đều đứng không vững vô số thần đế phải lùi về sau lùi trăm dặm lùi nghìn dặm lụi chục nghìn dặm. Chỉ có như thế thì bọn họ mới có thể ổn định người được. Quy lực thật mạnh. Sức công kích này cũng đáng sợ quá đi thôi. Chỉ là sóng xung kích thôi mà đã làm cho chúng ta không thể không lùi ra sau chục nghìn dặm rồi. Nếu như công kích của lục tiêu nhiên trực tiếp rơi xuống người chúng ta thì chỉ sợ là chẳng phòng ngự được gì cả. Hôi phi yên diệt ngay tại chỗ luôn. Nhưng khoan nói đã, thượng Phật Phật môn này thật sự rất đáng sợ tới đối thủ mạnh như lục tiêu nhiên mà vẫn có thể chống lại được, các ngươi nhìn xem, các bác vu kia bị động liên tục lại chẳng hề nhúc nhích một lần. Đến cùng thì cũng là cường giả Phật môn thôi. Hoàn toàn không ai có thể so sánh được. Tên lục tiêu nhiên này cho dù có tí không vặt thì cũng chẳng làm được chuyện gì đâu. Hắn chẳng phải là đối thủ của Thượng Phật. Sắc mặt của đám người thiên đạo các chủ hồng tụ cũng thay đổi. Chẳng lẽ bọn họ theo sai người rồi? Thực lực của thượng Phật này rõ ràng là đã mạnh hơn rồi. Trên chiến trường, thượng Phật bên trong bát vu khẽ nhíu mày lại. Hình như hắn vừa cảm giác thấy khí vận chi lực của mình bị tước lấy một tia. Chẳng lẽ là ảo giác của mình ư? Hay là khí vận chi lực này hơi có vấn đề, không thể nào dung hợp hoàn toàn với mình được. Không được, xem ra là mình phải nhanh chóng xong trận mới được, nếu không thì khi khí vận mất đi, hắn sợ rằng thật sự vẫn không còn cách nào để đối phó với Lục Tiêu Nhiên nữa không thể kinh thường và chậm trễ nữa thượng phật lạnh lùng quát một tiếng lại chắp tay a di đà phật đệ tử hành vân mời các vị đồng môn linh sơn rủ lòng thương giáng xuống thân đệ tử chùa bồ đề để giúp ta một tay lời vừa cất lên trên bầu trời bỗng nhiên chiếu xuống mười vệt sáng nhập vào trong thân thể của mười vị thần đề phật môn trong chốc lát sức mạnh tu vi của mười vị thần đề phật môn đều bắt đầu tăng mạnh với một tốc độ vô cùng khủng khiếp cuối cùng tu vi của tất cả thần đế phật môn đều đạt tới tu vi cảnh giới tiên nhân giờ khắc này trong bát vu đều nồng nặc năng lượng màu vàng kim thuần khiết đó là khí tức của phật môn lục tiêu nhiên cảm nhận tu vi của đối phương đang tăng mạnh từng bước một đương nhiên là không dám kinh thường liều mạng mà công kích trên bầu trời tại lúc này những tia sáng lại không còn sáng sổ nữa mà thay vào đó chỉ toàn là tiếng công kích của lục tiêu nhiên rầm 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 tiếng nổ mạnh nối tiếp lần này đến lần kia nhưng bác phu lại chẳng hề lay động dù chỉ nửa phần chết tiệt hắn không nhịn được mà mắng một câu còn thượng phật hành vân thì đang mỉm cười cái phật quan bình bác này cũng là một món hậu thiên linh bảo tuy là trong tay người còn có sự tồn tại của hậu thiên chí bảo thế nhưng người muốn loại bỏ cái phật quan bác vụ này thì cũng không đơn giản đâu bởi vì tu vi trong người của lão phu là cảnh giới tiên nhân hàng thật giá thật mà tu vi của ngươi ngay bây giờ chẳng qua chỉ là thần đế bác trọng mà thôi cho nên là người không phá nổi thứ hậu thiên linh bảo này đâu hay là đừng tiếp tục hao công phí sức nữa lục tiêu nhiên lạnh lùng nói có đánh được hay không không phải là do ngươi quyết định lúc đang nói chuyện lục tiêu nhiên đã nuốt một viên thuốc đó là viên giả tiên đan mà khi trước vượng tài cho mình không phải là giả tiên đan mà là giả tiên đan đúng như tên gọi Viên đan dược này có thể tăng tu vi của lục tiêu nhiên đến cảnh giới tiên nhân trong một thời gian ngắn. Tu vi cảnh giới tiên nhân mạnh đến bao nhiêu thì không cần nói nhiều nữa. Hơn nữa, bản thân lục tiêu nhiên chắc chắn là có năng lực vượt cấp, ngắn mũi tăng lên hai cảnh giới nhỏ, hiệu quả tăng trưởng và lợi ích sinh ra, cũng chẳng giống bình thường tí nào. Khi lục tiêu nhiên nuốt đan dược, hắn công kích lần nữa, sinh ra hiệu ứng siêu mạnh, quả nhiên hữu hiệu, vậy mà lại trực tiếp đánh cho bác vũ bắt đầu lung lay mọi người ở xa thấy một màn như thế đều không nhịn được mà run rẩy tên lục tiêu nhiên này quả thực quá là mạnh thậm chí là hậu thiên linh bảo được thượng phật cảnh giới tiên nhân khống chế cũng đánh đến lung lay tu vi bây giờ của lục tiêu nhiên này là bao nhiêu hắn vượt cấp như thế này ba mẹ hắn có biết không hắn không biết xấu hổ thế này còn để người khác sống không thượng phật khẽ run trong lòng tựa như là không ngờ rằng lục tiêu nhiên lại có thể tăng tu vi của bản thân đến mức này bác vu liên tục lung lay, mắt thấy nó chuẩn bị bị nổ nát thì thượng phật lập tức thu bác vu lại. nhưng mà hắn cũng chẳng phải là người ngu, thu bác vu lại có nghĩa là hắn muốn thừa nhận sức công kích của lục tiêu nhiên. cho nên khi hắn thu lại thì cũng đã dùng chút khôn vặt, đó là thi triển bước nhảy không gian. lúc thu hồi trận pháp thì cũng đồng thời thi triển bước nhảy không gian, trốn ra khỏi vòng vây của lục tiêu nhiên. đồng thời nhờ vào đó mà có thể thở dốc một hơi, thực hiện bước tiếp theo đúng như dự kiến sau khi trốn ra khỏi phạm vi công kích của lục tiêu nhiên hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phát động công kích đối với lục tiêu nhiên một chưởng ấn kim sắc lớn được thúc ra từ trong tay hắn chưởng ấn này vừa ra phong vân biến đổi ngôi sao trên trời lúc thì sáng lúc thì tối tựa như toàn bộ trời đất đều bị một cú công kích mạnh này ảnh hưởng hay hoặc là tất cả mọi thứ đều đang sợ đòn công kích này như lai thần chưởng lục tiêu nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay chiêu thức mà đối phương thi triển là như lai thần trưởng không do dự quá lâu cũng không có bất kỳ sợ hãi lục tiêu nhiên ngay lập tức ra tay cùng dùng một chiêu như lai thần trưởng do có giả tiên đan mà tu vi bây giờ của hắn đã được tăng đến cảnh giới tiên nhân đối mặt với cảnh giới tiên nhân hắn không cần phải sợ hoành hai như lai thần trưởng chạm vào nhau trong không khí hai chưởng ảnh màu vàng kim to lớn chồng vào nhau gần như là trong một khắc đã hóa thành một tia sáng chói mắt, rọi sáng cả trời đất. Cùng lúc đó, sóng xung kích trực tiếp điên cuồng phá hủy màn trắng không gian, tràn ra cả bốn phía. Mẹ ơi! Nhóm thần đế điên cuồng lùi về sau, sợ đến hồn phi phách tán, kinh hồn bạc vía. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi mất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.